Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện toàn cầu cao vũ của tác giả lão ưng cực tiểu kê Bộ truyện được chuyển thể thành truyện audio bởi kênh youtube thích nghe truyện 247 Trong quá trình dịch thuật, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ Nên các bạn chú ý trước khi nghe Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây Nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn chương 316, chờ người đột phá, ta đến làm hiệu trưởng. Vòng đấu loại võ đạo, oanh oanh liệt liệt bắt đầu. Các phân sàn lớn, đều có phóng viên truyền thông đi quay chụp phỏng vấn. Lưu đại lực lẫn trong đám người cũng tìm một sàn đấu để tiến hành quan sát, chuẩn bị sàng lọc một số tuyển thủ hạt giống để truy tìm phỏng vấn. Kết quả vừa nhìn một hồi, Lưu đại lực đã cảm nhận được nguy cơ. Hình như, bị người ta theo dõi. Khi thấy hai võ giả mặc trang phục ma võ đi về phía hắn, Lưu Đại Lực phản ứng cực nhanh, cũng không đợi người tiến lên, trong chớp mắt đã chạy vô tung vô ảnh. Lưu đại lực tam phẩm cao đoạn, trong đám học sinh ma võ cũng là tồn tại cực mạnh. Hắn có chủ tâm muốn chạy, người bình thường thật đúng là bắt không được hắn. Không qua bao lâu, một vị nữ phóng viên vào sân thi đấu, thành viên võ đạo xã phụ trách kiểm tra nghiệm chứng, quét vài lần, thật sự là quá xấu, loại nữ nhân xấu xí này, làm phóng viên có thể phỏng vấn được người sao? Hơn nữa, trang điểm kia, quả thực không phải trang điểm rút khoát đổ phấn lót lên mặt là được. Qua cửa ải kiểm tra, nữ phóng viên thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng hư nói, còn không phải uống nước rửa chân của ta, thật sự cho rằng lưu đại lực ta dễ bắt như vậy sao? Là một tên cuồng theo dõi lén lút trong thời gian dài, hắn có thể đi đến nơi giao chiến của cường giả bát phẩm để xen lẫn một chân, đối mặt với một phân khu không được kiểm tra nghiêm ngặt như ma vũ, trà trộn vào đây không phải là chuyện quá đơn giản. Phương Bình, tên gia hỏa vô sỉ, thế mà vận dụng quyền hạn đến bắt ta, thật là vô sỉ. Mắng Phương Bình một hồi, tâm tình của Lưu Đại Lực tốt hơn không ít. Tên Ra Hỏa kia bây giờ đã tứ phẩm, biết bay, mình hẳn không phải là đối thủ của hắn, trốn tránh rồi nói sau. Chờ mình kiếm chút tiền, mua chút đan dược phụ trợ, cũng tiến vào tứ phẩm. Tên kia cũng không thể làm gì hắn. Phó đạo xã, Phương Bình cúp điện thoại, khẽ hừ nói, người này khẳng định còn ở Ma đô, nói không chừng ngay tại dưới mí mắt mọi người. Tên kia thế nhưng là người muốn tiền không muốn mạng ngay cả tiền của phương bình hắn cũng dám lừa có thể tưởng tượng được lưu đại lực gan lớn bao nhiêu hiện tại giải thi đấu võ đạo mở ra lưu đại lực cứ như vậy chuồn mất phương bình không tin đáng tiếc dù sao người của đội tuần tra ma vũ cũng không nhiều hơn nữa đều là học sinh phương bình để cho bọn họ tìm một hồi còn được để cho bọn họ không làm việc khác chuyên môn tìm người vậy thì không được trừ phi phương bình tuyên bố nhiệm vụ bắt lưu đại lực nhưng tam phẩm cao đoạn giá của nhiệm vụ này cũng không nhỏ Tiền còn chưa có cầm về, còn phải bỏ ra một khoản tiền tài, Phương Bình tình nguyện chờ thêm một chút. Không quan tâm đến Lưu Đại Lực nữa, cuộc thi Bách Cường được tổ chức ngay tại Ma Vũ, khi đó nếu Lưu Đại Lực còn ở Ma Đô, trăm phần trăm sẽ đến, vào Ma Vũ, hắn cũng đừng hòng chạy thoát. Ở phòng tài vụ, lần này Phương Bình không có lĩnh học phần, mà là nhận lấy tiền mặt. Phương Bình lương tháng cao tới 1.500 vạn, nhận trước một năm lương, lương một năm cao tới 18 triệu lưu mộng giao phụ trách phân phát nhịn không được nói phương sư đệ vị trí của hai bộ trưởng khác ngươi cũng muốn cùng nhau lĩnh phương bình hiện tại kiêm chức bộ trưởng của hai bộ môn lớn sớm lĩnh một năm tiền lương cũng không phải số ít phương bình đương nhiên nói chiêu sinh làm việc bên này ta một mực tận chức bao gồm tổ chức giải thi đấu võ đạo lần này cũng là vì tranh đoạt nguồn gốc ta nghĩ không có một chủ nhiệm chiêu sinh nào có ta làm được chứ về phần bộ phận nội cần vẫn luôn là xã trưởng kiêm nhiệm hiện tại địa quật không có nhiệm vụ, có nhiệm vụ, vậy ta cũng phải mang mọi người xuống địa quật. Ví dụ như lần trước, Tần Phượng Thanh muốn xuống địa quật, không phải ta đã chủ động đi cùng hắn sao? Bên phía phòng nội cần, tôi vẫn coi như làm hết phận sự. Lưu Mộng Giao giờ khóc giờ cười, bất quá vẫn là cho Phương Bình một tờ giấy dán Suy nghĩ một chút, Lưu Mộng Giao thấp giọng nói tạ ơn sư đệ. Hả, lần này ta lĩnh 1.200 tín chỉ, hẳn là có thể tu luyện tới cảnh giới tứ phẩm. Bộ trưởng, 100 học phần một tháng, một năm 1.200 học phần. Lưu Mộng Giao đến từ chế tạo học viện, chiến lược kỳ thật không tính là mạch, trước kia cũng chỉ là tam phẩm trung đoạn, mới bước vào tam phẩm cao đoạn không lâu. Đối với nàng mà nói, 1.200 học phần, quá khó kiếm. Bọn người Phương Bình động một tí kiếm mấy ngàn học phần, trên vạn đều có, đó là Phương Bình, đối với loại tam phẩm võ giả như Lưu Mộng Giao, một tháng làm một ít nhiệm vụ đơn giản, có thể có trăm vạn thu nhập liền chống đỡ hết nổi. 3.600 vạn, nàng phải kiếm vài năm mới được, hơn nữa còn phải mạo hiểm. Trước khi tốt nghiệp, khẳng định là không kiếm được nhiều học phần như vậy, vào xã hội, kiếm tiền càng khó hơn. Tứ phẩm cảnh, xa xa khó vời. Bây giờ, sớm lấy được 1.200 tín chỉ, nàng tiến vào cảnh giới tứ phẩm, tài nguyên là không thiếu, chỉ xem tiến độ tu luyện của mình như thế nào. Phương Bình khẽ cười nói, người một nhà, khách khí cái gì? Huống chi cũng không phải tiền của ta, phần lớn còn là các sư huynh sư tỷ tốt nghiệp ủng hộ, quay đầu mọi người đột phá, bảo võ đạo xã bên này đưa một ít cờ thưởng qua, treo trước cửa xí nghiệp bọn họ. Tiêu tiền mua mặt mũi, cũng đáng, ta còn có việc, đi trước, đúng rồi, bốn nghìn học phần kia của ta, cũng phát tiếp rồi. Ừ, phát tài rồi, nói như vậy, ta nên nhận sáu ức, Phương Bình có chút líu lưỡi, cái học phần này nhìn còn không có cảm thụ, đổi thành tiền thật nhiều a. À? Đúng, sư đệ lần này chính là đệ nhất phú hào ma vũ chân chính, Lưu Mộng Giao trêu gẹo một câu, sáu ức, những học sinh này của bọn họ, rất nhiều người cả đời cũng không kiếm được. Phương Bình cười cười, tính toán, lần này mình có thể gia tăng bao nhiêu giá trị tài phú. 1.400 học phần, lần này có thể gia tăng cho mình một ước 4.000 vạn giá trị tài phú, phúc lợi võ đạo xã là một ước 8.000 vạn, cộng lại tăng thêm 3 ước 2.000 vạn. Bây giờ giá trị tài phú của mình còn có 3 ước 7.500 vạn, cộng lại, đó chính là 6 ức 9.500 vạn. Sắp 7 ức rồi. Phương Bình líu lưỡi, lần này thật sự là kiếm bộn rồi. Gần 7 ức giá trị tài phú, 6 ức tiền mặt, đều tính thành tiền, 13 ức, người bình thường có thể tu luyện tới tông sư cảnh, điều kiện tiên quyết là có thiên phú cùng vận khí này. Ta bây giờ chính là bỏ tiền mua thời gian, nhưng cho dù bỏ tiền mua thời gian, thật muốn thuận lợi, cũng đủ ta tu luyện tới lục phẩm. Đương nhiên, ít đi những nơi như phòng năng lượng này, về sau không đi. Còn kém 3 ức giá trị tài phú, chỉ sợ khó khăn. Phương Bình khẽ lắc đầu, hệ thống thăng cấp tạm thời không có kịch hay lần này kiếm được một khoản lớn vận may với tần phượng thanh vận may sẽ không thường xuyên có ba ước thật sự không dễ kiếm từ võ đạo xã rời khỏi phương bình đi ngân hàng nội giáo một chuyến sau ước tiền vốn phân chia tuy là bút cực lớn lưu chuyển nhưng ở võ đại loại giao dịch quy mô này cũng có quyền hạn ngân hàng trong ma vũ giáo so với chi nhánh tỉnh bình thường còn lớn hơn không đến 2 giờ đồng hồ tài chính phương bình đã đến giờ này khắc này Phương Bình nhịn không được lần lượt nhìn số liệu mới của mình. Tài phú, 6 ước 9.500 vạn. Khí huyết, 1.400 thẻ, 299 thẻ cộng. Tinh thần, 580 SP, 699 H. Tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 130% cộng. Cách ngày thứ 8 xuất quan mới 2 ngày, hạn mức khí huyết của Phương Bình lần nữa xuất hiện gia tăng, tăng trưởng 9 thẻ. Giờ phút này, hạn mức khí huyết cao nhất của hắn còn cao hơn tứ phẩm đỉnh phong bình thường. Tăng hạn mức cao nhất có nghĩa là thể chất và tố chất tổng thể mạnh mẽ, bao gồm cả cường độ khí huyết. Giải thi đấu võ đạo còn đang diễn ra oanh oanh liệt liệt, Phương Bình lại bận rộn lần nữa. Ngày 11 tháng 10, Phương Bình dẫn dắt 6 vị võ giả tam phẩm võ đạo xã, tranh thủ thời gian, ở bên ngoài ma đô, tiêu diệt một điểm tà giáo, đánh chết một võ giả tam phẩm, võ giả nhị phẩm mấy chục người. Ngày 12 tháng 10, Phương Bình bí mật gặp Trương Vũ Mạnh ở phủ Tổng đốc Nam Giang, bị phóng viên mua được, truyền thông suy đoán Phương Bình có thể sau khi tốt nghiệp sẽ về Nam Giang nhậm chức. Nội bộ Nam Giang có tin đồn, Phương Bình tốt nghiệp, Tổng đốc Nam Giang Trương Định Nam hứa hẹn sẽ nhận chức phó tổng đốc Nam Giang. Đương nhiên, phó tổng đốc lựa chọn không phải một mình Trương Định Nam có thể làm chủ. Nhưng làm tổng đốc Nam Giang, Trương Định Nam là cường giả tông sư, hắn đề cử Phương Bình đảm nhiệm phó tổng đốc Nam Giang bản thân Phương Bình cũng là xã trưởng ma võ đạo xã, khả năng bị cự tuyệt không lớn. Trong lúc nhất thời, sau khi Trương Định Nam về hưu, người núi nghiệp Tổng đốc Nam Giang cũng chuyển ra trong giới võ đạo. Phương Kim Dương hay là Phương Bình, hai người này là người cạnh tranh mạnh mẽ nhất. Mặc dù Trương Định Nam về hưu còn sớm, nhưng hai người này cũng rất trẻ, có lẽ 10 năm 8 năm sau, hai người này chính là Tổng đốc một tỉnh, đại quan biên giới chân chính. Khi đó, hai người cũng mới 30 tuổi vốn tưởng rằng Phương Bình sẽ không trở về Nam Giang, ở lại Ma Đô, Phương Bình bất kể là tổng quân hay là tổng chính, tiền đồ cũng vô lượng. Phương Kim Dương được coi là người nối nghiệp của Tổng đốc, là ý nghĩ của rất nhiều người. Bây giờ, vị nhân tài mới xuất hiện Phương Bình này, giống như có tâm tư về quê hương Nam Giang, trong lúc nhất thời, dẫn tới vô số người suy đoán. Ngày 13 tháng 10, Bộ Hậu Cần, Lý Lão Đầu hút tẩu thuốc, hàm hồ nói, người muốn trở về Nam Giang. Phương Bình cười nói, không có chuyện này, ta về nam giang làm gì tổng đốc chưa chắc đã mạnh hơn hiệu trưởng ma vũ còn không bằng ở lại ma vũ thuận lý thành trương tiếp nhận ma vũ bây giờ ta đã biến ma võ đương thành địa bàn của ta lý lão đầu bật cười tiểu tử này thật cuồng ngươi mới là đại nhị đã muốn nhận chuyện trưởng ma vũ rồi sao phương bình giống như biết hắn đang suy nghĩ gì cười nói năm đó chẳng phải lão hiệu trưởng cũng mới nhập học không bao lâu đã tiếp quản ma võ sao vậy thì ngươi đợi lão ngô chiến tử đi lý lão đầu cười ha ha không ngừng nói tiếp, không đúng, còn phải chờ Hoàng lão quỷ chết trận, hai người này chết rồi, vấn đề của ngươi tiếp nhận lớp sẽ không lớn. Phương Bình ho nhẹ một tiếng, lúng túng nói, lời này, không phải là ta nói, bị nghe được, cũng là phiền phức của ngài. Hừ, ta sợ bọn họ sao? Gần đây Lý lão đầu cũng rất kiêu ngạo, khinh thường một tiếng, nhưng không nói nữa, nếu hai lão giả âm hiểm kia nghe thấy ở góc tường, vậy thì không tốt. Không tiếp tục đề tài này nữa. Lý Lão đầu cầm tàu thuốc gõ gõ bàn, dừng một chút nói: Đại hội võ đạo còn đang tổ chức, các nơi giao lưu thi đấu đều đang triển khai. Tiểu tử ngươi có nhiều chuyện ghê gớm, còn có thời gian rảnh đi vây quét hang ổ tà giáo. Mấy võ giả nhất nhị phẩm mà thôi, ai đi không được, cần ngươi tự mình đi qua. Không có ý định trở về Nam Giang nhậm chức, gặp Trương Vũ cường là muốn thương thảo chuyện mở địa quật, trợ giúp Ma Vũ. Phương Bình, không nên nghe một ít người giật dây. Ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách cũng không có tiền vốn một mình đảm đương một phía. Người cảm thấy người rất quan trọng, trên thực tế người căn bản không tính là gì. Ngoan ngoãn ở lại ma vũ mấy năm, đợi tốt nghiệp lão đầu tử cũng mặc kệ ngươi. Phương Bình khẽ cười nói, ta cho tới bây giờ chưa từng xem mình là đại nhân vật gì, rời khỏi ta, địa cầu liền hủy diệt. Ta có mấy cân mấy lượng, trong lòng ta cũng có tính toán, cái gì mà xét nhà diệt tộc cường giả cao phẩm, giao tình với bát phẩm thú vương không cạn, đó đều là hư danh. Lý lão đầu trợn trắng mắt, hắn thích hợp khoác lác trước mặt lão tử sao chuyện muốn chết ta sẽ không làm đám người trương tổng đốc nam giang chưa chắc coi mạng nhỏ của ta ra gì những cường giả tông sư này nghĩ như thế nào ta không biết công tâm của hắn cũng tốt tư tâm cũng thế kỳ thật ta cũng không muốn nam giang xảy ra vấn đề gì dù sao thủy an cách dương thành quá gần ta ở đó nhiều năm như vậy đời đời tổ tiên của ta đều sống ở đó trương tổng đốc nghĩ như thế nào thì không cần để ý tới mạng nhỏ còn phải dựa vào chính mình. Lúc này đây, ta mời mục sư huynh cấp 8, khấu biên cương cảnh giới bát phẩm khấu lão gia tử, Trần Diệu Đình hiệu trưởng cấp 7, hiệu trưởng lưu phá lỗ cảnh giới thất phẩm, tổng cộng 4 đại cao phẩm, âm thầm bảo hộ ta. Lão lý đầu, nếu ta chết, đó là do vận may của ta không tốt, lần này không chết, lần sau cũng phải chết. Người gọi ta là gì? Lý lão đầu sừng sốt một chút, tiếp theo nhấc phương bình lên, hung hăng đạp một cước vào mông của hắn. Hắn không lên không xuống, bây giờ run lên rồi có thể mời được tông sư gọi ta là lão lý đồ khốn kiếp lý lão đầu nói xong còn không giải hận cầm lấy tẩu thuốc gõ lên đầu phương bình phương bình giống như bị đóng cọc cổ co lại từng đoạn vẻ mặt bất đắc dĩ phương bình ủy khuất nói người cũng có thể gọi ta là lão phương đầu ta không ngại cút đi lý lão đầu một cước đá người này lên giữa không trung lúc này mới không có tiếp tục thu thập hắn chờ phương bình từ giữa không trung hạ xuống lý lão đầu tiếp tục hút tẩu thuốc hàm hồ nói, biết rõ tiểu tử ngươi không phải loại người muốn tìm chết, tứ đại tông sư. Hẳn là không có việc gì, làm sao thuyết phục bọn họ. Hai bát phẩm tỏa chấn ma đô địa quật, cũng không phải là mời ra dễ dàng như vậy. Đơn giản, ta nói ta nếu không chết, bọn họ chết rồi, con cháu đời sau của bọn họ, về sau đến ma vũ, ta chiếu cố một chút. Điền sư huynh đã chết con cái, còn có mấy tôn tử tôn nữ, người già, dù sao cũng phải cân nhắc cho con cháu đời sau. Bên phía hiệu trưởng lưu, thật ra ngay từ đầu ý của Tổng Đốc Trương là Lưu Lão ra mặt, nhưng Lưu Lão chỉ là một thất phẩm. Khổ khổ, không có ý xem thường, nhưng Lão già Trương định nam kia quá đen tối, tin hắn, ta chết chín phần. Hiệu trưởng Trần bên này dễ xử lý, ta nói hắn không giúp ta, ta liền để Trần Vân Hy ở Kinh Nam khiêu chiến một năm, Lão đầu tử đáp ứng thật thống khoái. Thật ra trước đó ta còn mời Ngô Xuyên Sư Huynh, nhưng Ngô Sư Huynh quá máu lạnh, chết sống không muốn, sau đó Điền Sư Huynh bọn họ đáp ứng, Ngô Sư Huynh lại muốn đánh ta, ngài nói, loại người này còn có lương tâm không? Xéo đi, Lý Lão đầu mắng một câu, Ngô Xuyên thật sự bị mời ra, vậy địa quật ma đô chờ bị công hãm đi. Mời hai đại bát phẩm cường giả đi, Ngô Xuyên không đánh chết hắn chính là chuyện tốt. Biên mục và khấu biên cương có thể đồng ý, đã vượt qua dự đoán của Lý Lão đầu. Về phần chăm sóc phương bình, chiếu cố cho đại gia ngươi, hai lão gia hỏa này còn sống, người dám ngược đãi tôn bối của bọn họ sao? Cường giả cảnh giới bát phẩm nổi báo, hiện tại ma vũ cũng không áp chế được. Trong lòng hiểu là tốt rồi, người còn trẻ, lý lão đầu rút tàu thuốc, lần nữa gõ gõ tàu thuốc, thở dài nói, những lão gia hỏa như chúng ta, chết thì chết, các người sống thêm vài năm, còn trông cậy các người ngày sau đốt cho chúng ta chút tiền giấy. Lần này làm xong, người nên xuất lực đều xuất ra, kế tiếp địa quật Nam Giang mở ra, người không cần nhắc tới chuyện chi viện ma vũ, hiểu chưa? Ừm, um, ta biết rồi, đúng rồi, Lão Lý bỗng nhiên cười nói, lão đầu tử ta không con không cái, cũng không có cháu trai cháu gái, bất quá ta có cháu gái, thiên phú không tệ, qua hai năm thi đại học, mà vũ đặc biệt khai, hiểu chưa? Phương Bình im lặng nói, việc này ngài cứ tự mình làm là được, còn cần phải đi cửa sau của ta sao? Lão tử cam tâm tình nguyện, lão đầu tử cả đời anh minh, lưng đeo bêu danh là không thể được, cái nổi này ngươi gánh rồi. Phương Bình lại lần nữa không nói gì, thì ra thanh danh của ta lại không đáng tiền lý lão đầu nói xong chuyện này cũng không tiếp tục cuối cùng nói qua vài ngày nữa ta muốn bế quan nếu ngươi muốn đổi cái gì hiện tại đổi thừa dịp ta còn ở cho ngươi chút yêu đãi qua thôn này liền không có cửa hàng này nữa yêu đãi ánh mắt phương bình tỏa sáng tiếp theo lại nói ngài muốn đột phá đến tông sư hắc hắc ngươi đoán thật hay giả vậy phương bình vẻ mặt vui mừng nói nếu như ngài đột phá lão sư của ta lại đột phá ta đi sau này chỗ dựa của ta sẽ nhiều hơn chúng ta cưỡng ép lật đổ hiệu trưởng ngô, để cho ta làm hiệu trưởng, ngài xem có vui không. Cút đi, Lý Lão Đầu không nói hai lời, quát mắng một tiếng, một cước đá Phương Bình ra khỏi bộ phận hậu cần. Tên tiểu vương bát đản này, nghĩ gì thế? Ta, ta còn chưa đổi đồ đâu. Bên ngoài hậu cần bộ, Phương Bình không nói gì. Đã nói là có thể cho ta yêu đãi mà. Không còn, nhưng ngẫm lại, hiện tại hình như mình cũng không cần đổi cái gì. Trường đao cấp bê đối với tứ phẩm võ giả như hắn mà nói, dư xài. Hơn nữa Trương Định Nam cũng nói, quay đầu thanh đao đặc chế cấp A kia là của mình. Giáp ra, ngũ phẩm tạm thời cũng đủ dùng. Về phần lục phẩm bì giáp, có thể giết chết phương bình không quan tâm bì giáp, giết không chết phương bình, ngũ phẩm liền có thể đứng vững. Lần sau lại nhìn xem, có thể chữ một lô hồi mệnh đan, đồ chơi này một mực có thể sử dụng. Phương Bình nói thầm một tiếng, cũng không có lại đi vào, quay người trở về ký túc xá của mình, tứ phẩm cao đoạn, chỉ ở đêm nay. chương 317 vừa xoái vừa mạnh vừa tốt, đấu vòng loại, liên tục đánh 7 ngày, liên tục 7 vòng thi đấu, cường độ tác chiến cao khiến một số võ giả mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng mà, cường độ liên tục tác chiến cao như vậy, cũng làm cho một ít võ giả trổ hết tài năng. Võ giả báo danh dự thi, cuối cùng cao tới 4 vạn người. Sau 7 vòng thi đấu, cộng thêm một ít người bị thương lui thi đấu, giờ phút này chỉ còn lại có 200 người, hôm nay, sắp sửa quyết định top 100 cuối cùng. Top 100, mới có thể tiến vào Ma Vũ, tham dự thi đấu xếp hạng top 100 cuối cùng. Bách Cường Bảng cũng sẽ căn cứ vào chiến tích này, tiến hành xếp hạng. Vòng thứ 8 được cử hành tại sân vận động, 10 tòa lôi đài cố ý dựng lên, xếp thành một hàng, một lần 10 trận đấu, hai đối chiến, người thắng trở thành top 100, người bại chỉ có thể rời đi. Vòng thứ 8 thi đấu võ đạo, cửa ải cuối cùng của thi đấu trăm người mạnh, chúng ta mời xã trưởng võ đạo xã Phương 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 tới, đây cũng là sau lễ khai mạc, hội trưởng lần đầu tiên đến hiện trường thi đấu. Từ ngoại giới mời tới danh chủy, giới thiệu một fan. Vòng thi đấu cuối cùng của top 100, lúc này đã hấp dẫn không ít người xem đến xem thi đấu, sân vận động kín người hết chỗ. Chỉ là bán vé, lần này sân thi đấu cộng thêm sân vận động bên này, đã bán hơn 8.000 vạn. Một nghìn tệ một tấm vé, gần như không ai hô đắt. Một tuần qua, bán hơn 8 vạn tấm vé, không phải là do phiếu đắt, mà là do vị trí không đủ. Bách Cường thi đấu, Phương Bình chuẩn bị một ngày chỉ đánh 5 trận, 22 quyết đấu, vòng thứ nhất phải 50 trận, 10 ngày. Vòng thứ hai, một ngày cũng 5 trận, thời gian 5 ngày. Còn lại 25 người, tiến hành thi đấu thập cường, ít nhất đánh 10 ngày. Trận đấu top 3, vòng bán kết, tổng chung kết, cộng lại, Phương Bình dự tính trong vòng 1 tháng hoàn thành. Thể dục quán ma võ không nhỏ, giá vé của top 100 hắn chuẩn bị bán 2.000 tấm, một lần bán 5.000 tấm, nếu mỗi lần đều có thể bán hết, một ngày chính là 1.000 vạn một tháng có thể thu nhập thêm 3 ức. Đương nhiên, cuối cùng chưa hẳn có nhiều như vậy, bất quá 200 triệu, Phương Bình cảm thấy vẫn là có. Đây là ma vô tổ chức, cũng không cần chia cho người khác. Đánh một trận đấu, Phương Bình cảm thấy kiếm tiền quá đơn giản. Đương nhiên, đây là lần đầu tiên thi đấu quy mô lớn như vậy, về sau thi đấu nhiều, giá vé giảm xuống, người cũng sẽ không có nhiều như vậy, nhưng thi đấu nhất phẩm không ăn ngon, vậy thi đấu nhị phẩm, nhị phẩm xong rồi đến tam phẩm. Hàng năm sau này hình thành lệ cũ, một năm xuống, cung cấp cho ma vũ người ước thu nhập trở lên Phương Bình cảm thấy không khó. Dưới sự chú ý của mọi người, lần này Phương Bình không có đạp không mà đến. Đi lên sân khấu, Phương Bình nhìn chung quanh một vòng, cất cao giọng nói, chứ vì có thể từ trong trăm vạn võ giả cả nước trổ hết tài năng, giết vào hai trăm cường, đều là nhân trung long phượng. Đương nhiên, lần này ta tới, xem mọi người là một điểm. Điểm thứ hai là, tôi nghe nói, trận đấu lần này, không ít người bị thương rất nặng, lại thiếu tài chính để chữa thương. Mà Vũ đã tổ chức thi đấu, cổ vũ mọi người đến tham dự, vậy thì không thể ngồi yên không để ý tới. Làm việc có đầu có cuối, là phong cách Ma Vũ, cũng là phong cách của Phương Bình ta. Tôi thì không làm được việc lấy thân thay thế, chịu đau đớn cho mọi người, nhưng một chút đan dược ủng hộ vẫn không thành vấn đề. Ma Vũ quyết định, lần này vì võ giả dự thi bị thương, cung cấp 1.000 bình trị liệu, 200 viên nhất phẩm tôi cốt đan, 10 viên hồi mệnh đan. Oanh! dưới đài một mảnh xôn sao, những thứ của võ giả này đều đắt đến dọa người. Nước trị liệu là một loại vật dụng chữa thương mà võ giả thường dùng nhất, chữa lành xương cốt, vết thương ngoài da đều có hiệu quả rất mạnh. Mà vỗ đổi, năm học phần một bình, thối cốt đan, chẳng những có thể phụ trợ tu luyện, cũng có thể xúc tiến thương thế xương cốt khép lại, tác dụng cũng cực lớn, 15 học phần một viên. Hồi mệnh đan, không cần phải nói, đó là thần dược chữa thương chân chính, chủ trì thương thế nội phủ, đắt đến tình trạng võ giả nhất phẩm muốn chết. 200 học phần một viên. Ma Vũ lấy ra tròn một vạn học phần đan dược, giá thị trường là 300 triệu. Giá thị trường, thật ra chính là giá cả mọi người nhận định, Ma Vũ là tự mình cung cấp nguyên liệu, tự mình sản xuất, giá thành cũng chỉ khoảng một ức, nhưng loại giá cả ưu đãi này, hiển nhiên người ngoài không thể hưởng thụ. Vì võ giả bị đào thải, Ma Vũ bỏ vốn 3 ức, cộng thêm công tác chuẩn bị giai đoạn đầu, phần thưởng, Ma Vũ một lần thi đấu, bỏ ra 5 ức. Hiện trường náo động một vài người xem lớn tiếng nói, ma vũ nhân nghĩa, phó đại đệ nhất, danh bất hư truyền, thi đại học nên đi ma vũ trường học như vậy đáng giá đi, không vì danh lợi, chỉ vì hưng thịnh võ đạo. Phương xã trưởng khai mạc hôm nay ta tin có ít người càng kích động lệ rơi đầy mặt trong đám người có người lớn tiếng nói cảm tạ phương xã trưởng cảm tạ ma vũ ta cho rằng đời này ta chỉ có thể cáo biệt võ đạo không nghĩ tới không nghĩ tới, ô ô ô, người này đầu quấn băng gạc hiển nhiên là võ giả trước đó thi đấu võ đạo bị thương. Phương Bình lòng mệt mỏi, lão tử an bài ủy thác ngu xuẩn như vậy sao? Người cũng bị thương đến cáo biệt võ đạo, còn có thời gian rảnh đến xem trận đấu. Đã nói an bài một số võ giả bị thương nhẹ để tô đậm một chút, võ giả bị trọng thương nào đến. Hậu đài, mọi người hiển nhiên không nghĩ nhiều như vậy, chuyện an bài cũng chỉ là người khác biết. Một số nữ võ giả mới sinh đều cảm động không muốn lại, nước nở nói, trưởng phòng thật tốt, ngoài miệng nói lợi hại, kỳ thật người đặc biệt tốt, võ đạo lại mạnh, người lại đẹp trai. Lần này chúng ta cũng tiến bộ nhanh nhất, mới khai giảng hơn một tháng, gần một nửa số người đều tiến vào cảnh giới nhất phẩm. Thật hy vọng xã trưởng có thể mang theo ma vũ đi về phía trước. Dương Tiểu Mạn ở một bên cũng tâm mệt vô cùng, Phương Bình vừa đẹp trai, vừa mạnh mẽ, người lại tốt. Vì sao, ta chưa từng cảm nhận được điểm ấy. Tên kia, cứ như vậy thu mua các ngươi. Một đám ngu ngốc, tiền này cũng không phải là tiền riêng của Phương Bình hắn, Ngươi để cho hắn bỏ tiền túi riêng thử xem. Hơn nữa cho dù như thế, võ đạo xã lần này cũng kiếm lớn. Thu phí tài trợ hơn 100 triệu, phí tiếp sóng càng nhiều, thu được hơn 200 triệu. Cộng thêm phí vé vào cửa hiện tại, cũng sắp 100 triệu. Chỉ là bây giờ, võ đạo xã đã có thu nhập tiểu năm ức. Phương diện chi tiêu, thoạt nhìn cũng cao tới năm ức, nhưng mà vũ chính mình thi đấu, đều là chi phí tổn duy trì, cũng chỉ khoảng hai ức. Sau này lại thu chút tiền vé vào cửa, lần này thi đấu, ma vũ có thanh danh, còn kiếm lời năm 600 triệu. Cái tên này, Dương Tiểu Mạn cũng không biết nên nói như thế nào, lợi hại không? Rất lợi hại, một lần tranh tài mà thôi, hắn làm cho cả nước đều biết, hiện tại càng là người người nói tốt, một nhóm lớn võ giả bị thương lần này đều sẽ mang ơn, dù cho không có bị thương, cũng sẽ cảm kích, dù sao bớt được không ít nỗi lo về sau. Thi đấu võ giả, sợ nhất bị thương, phí tổn trị liệu động một tí chính là mấy chục vạn trên trăm vạn, rất nhiều võ giả căn bản không dám đánh quá ác. Bây giờ Ma Vũ vừa tới, võ giả liền có thể thoải mái tay chân. Càng mấu chốt ở chỗ, người theo gió, có dám theo gió hay không? Đầu tư thế nhưng là vô cùng to lớn, một khi hiệu quả không tốt, lỗ vốn không nói, thanh danh đều thối. Trước tiên, Ma Vũ đuổi đi tiền lệ như vậy, người đến sau sẽ không dễ theo gió. Chỉ sợ hiện tại một nhóm lớn võ đại chuẩn bị theo gió hoặc là chính phủ địa phương muốn mắng chửi. Ma vũ có đan dược và dây chuyển sản xuất binh khí, bọn họ không có, trăm lỗ vốn với gió. Phương Bình kỳ thật cũng là biến tướng mang đan dược cùng binh khí sản xuất ma vũ sao hiện ra. Ma vũ không có cách nào bán đan dược ra ngoài, hiện tại lấy danh nghĩa khen thưởng và bồi thường đưa cho bên ngoài, đổi lấy tiền vé vào cửa, phí phát sóng, thật ra tương đương với bán đi. Nhưng mấy công ty lớn vẫn không có cách nào nói lý. Suy nghĩ sâu xa, lúc này đây thi đấu mở màn, ma vũ chân chính danh lợi song thu, không phải phương bình nói không vì danh lợi tâm tình dương tiểu mạn phức tạp mấy người khác ở bên cạnh cũng phức tạp phó sương đình nhẹ giọng nói như vậy thanh danh liền có có thanh danh có thực lực người này xem như dưỡng danh thành công lại đến mấy lần thực lực đủ rồi vô luận là về nam giang làm tổng đốc hay là ở lại ma vũ đều thuận lý thành trương hơn nữa có cơ sở quần chúng võ giả thi đấu lần này đến từ các nơi trong cả nước vài năm sau đại bộ phận mọi người đều sẽ tiến vào nhị phẩm thậm chí tam phẩm cảnh là lực lượng trung kiên một chỗ bởi vì lần này võ giả tới đây cơ hồ đều là cao đoạn trở lên có cái cơ sở này hơn nữa không phải một năm mấy năm qua danh vọng của phương bình thật có thể đạt tới một cái đỉnh phong dù tuổi còn trẻ nhưng sau khi tốt nghiệp thực lực đạt tới trở thành cao tầng cũng không ai sẽ nghi ngờ triệu lỗi cũng không nghĩ nhiều như vậy dầu dĩ nói quan trọng là thực lực mấy người phó xương đỉnh và dương tiểu mạn đồng thời trợn trắng mắt hắn sao người bị đánh choáng váng rồi bọn ta đang nghiên cứu chuyện dưỡng danh người mở miệng chính là thực lực nghĩ cái gì thế đơn thuần có thực lực chỉ đại biểu chiến lực không có nghĩa là cái khác tông sư có thực lực không ít nhưng cũng không phải mỗi người đều là cao tầng nhân loại vì cái gì còn không phải bởi vì danh vọng cùng thủ đoạn không đủ chuyện phát sinh ở hậu trường phương bình không rõ ràng lắm tuyên bố xong chuyện đan dược phương bình tiếp tục nói không nói nhiều một vòng thi đấu này chấm dứt tiến vào trăm võ giả ta cho mọi người thêm một cơ hội tiến vào võ đạo xã ma võ lựa chọn một bộ chiến pháp trung phẩm hy vọng mọi người tiếp tục cố gắng năm nay nhất phẩm sang năm tam phẩm lần thi đấu võ đạo nhị phẩm thi đấu võ đạo tam phẩm lần sau cũng có thể nhìn thấy bóng dáng các ngươi nói xong những lời này phương bình đi xuống sân khấu dưới đài tiếng vỗ tay vang lên hậu đài phương bình vừa đến một ít nữ võ giả tân sinh nhao nhao tiến lên, vẻ mặt sùng bái, không còn sợ hãi cùng sợ hãi như trước. Xã trưởng là người tốt, về phần lời đồn, vậy khẳng định là có người ghen ghét xã trưởng cố ý phỉ báng. Phương Bình cũng lộ ra vẻ hòa ái dễ gần, mỉm cười ra hiệu, hơn nửa ngày mới đuổi những người này đi. Chờ các nàng vừa đi, Phương Bình nghiêm mặt, nhìn mấy người phó xương đỉnh nói, chịu lỗi, ta bảo ngươi đi hoa sư đánh giao lưu thi đấu, ngươi lại thua, ngươi có biết không, mất mặt cỡ nào. Dương Tiểu Mạn, người đi hoa khoa đánh trận đấu, cũng thua, tu luyện như thế nào. Các người còn không bằng đường văn, dù sao cô ta cũng đã lọt vào top 200, có hy vọng top 100, lần sau lại mất mặt như vậy, hai người đừng về trường nữa. Triệu lỗi không nói tiếng nào, cũng không phàn nàn, mình vừa mới tam phẩm trung đoạn, đã gặp phải tam phẩm cao đoạn, bị người ta đè lên đánh. Thực lực không đủ, chịu đòn bị mắng phải nhận trước. Dương Tiểu Mạn thì không cam lòng nói, ta mới tiến vào tam phẩm không bao lâu. Đó là người yếu, người xem, triệu lỗi cùng thời kỳ với ngươi, tam phẩm trung đoạn, Trần Vân Hy, tam phẩm trung đoạn, ngay cả Phó Sương Đỉnh cũng sắp tam phẩm trung đoạn. Phó Sương Đỉnh Vọng Thiên, vì sao lúc ngươi nói ta, dùng mấy chữ liên Phó Sương Đỉnh này? Ý gì đây, còn nữa, triệu tuyết mai đi cùng với ngươi, vì sao triệu tuyết mai thắng, ngươi thua? Triệu tuyết mai ở một bên muốn nói lại thôi, ta đánh là võ giả tam phẩm sơ đoạn, Dương Tiểu Mạn đánh là tam phẩm trung đoạn nhưng phương bình không cho nàng cơ hội nói chuyện lời nói thấm thía các vị chúng ta đều là bạn học một lớp ta tứ phẩm cao đoạn các ngươi tiến bộ chậm chạp ta đau lòng a à. lúc này mọi người lập tức hiểu ra tứ phẩm cao đoạn phó sương đỉnh lập tức cổ động nói lợi hại châu lợi hại quá thế mà tứ phẩm cao đoạn rồi ngoài miệng nói không sao cả nhưng trong lòng mỗi người đều muốn chửi má nó tiểu tử này điên rồi à tứ phẩm cao đoạn hắn tứ phẩm mới mấy ngày a à thế này còn để người ta sống sao tứ phẩm cảnh so với nhất phẩm cảnh của người ta tiến bộ còn nhanh hơn thật sự không có cách nào sống cho dù dương tiểu mạn đã quen đối nghịch với hắn lần này cũng không lên tiếng tứ phẩm cao đoạn chuyện này ý nghĩa cuối năm phương bình bước vào đỉnh phong hẳn là ổn năm sau năm sau ngũ phẩm chỉ sợ cũng ổn học viên ngũ phẩm võ giả cho dù là kinh vũ và ma vũ kỳ thật cũng không có bao nhiêu người năm ngoái có đó là bởi vì năm ngoái thật sự rất mạnh mà Phương Bình, đại tứ có thể đạt được lục phẩm sao? Chưa chắc không được, một cường giả tốt nghiệp chính là lục phẩm, có tư cách kiêu ngạo, có tư cách nhìn xuống rất nhiều người. Mấy người, giờ khác này đều sinh ra một cỗ cảm giác, ta thật phế vật. Trên thực tế, mấy người này cũng mới tiến vào đại nhị, nhất là những võ giả như triệu lối bước vào tam phẩm trung đoạn. Có lẽ không bao lâu nữa là có thể trở thành tam phẩm cao đoạn, là tầng lớp tinh anh chân chính. Cho dù tạ lỗi tôi cốt ba lần, cũng chỉ là học kỳ năm thứ hai, học kỳ gần kết thúc mới tiến vào tam phẩm cao đoạn, tu luyện thời kỳ đỉnh phong ngược lại không phải quá chậm. Mấy người triệu lỗi và Trần Vân Hy rất có thể ở năm 2 vượt qua tạ lỗi, tốc độ này cực kỳ kinh người. Nhưng mà bạn học cùng lớp, cao hơn bọn họ một phẩm còn nhiều hơn, mấy người khó tránh khỏi đều có chút bị đả kích. Phương Bình than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, không cần thổi phồng ta, mọi người tự mình cố gắng nhiều đi, không có ta đối đãi mọi người hẳn là một lòng đặt ở võ đạo, một bộ phận bạn học, tranh thủ thời gian làm chút chính sự, học triệu lỗi, một lòng luyện võ, không nên ở bên ngoài loạn truyền bát quái gì. Công đạo tự tại lòng người, người nhìn xem, có người tin tưởng những chuyện bát quái kia sao? Dương Tiểu Mạn ngửa đầu nhìn trời, người dứt khoát chỉ mặt gọi tên đi, hà tất dùng từ bộ phận bạn học này. Tiểu Mạn à, ta đối với người ký thác kỳ vọng, ngày đó trong nữ sinh, ta coi trọng người nhất, thưởng thức người nhất, nhưng người vẫn để cho ta có chút thất vọng. Vân Hy tam phẩm trung đoạn, tuyết mai đều sắp tam phẩm trung đoạt, ngươi lần thứ hai tôi cốt, thừa dịp ở giai đoạn tam phẩm còn có chút ưu thế, cố gắng tu luyện. Các bạn học đều cố gắng, võ đạo minh mông, ta đang chờ các ngươi ở đỉnh cao cường giả. Phương Bình chắp hai tay sau lưng, dậm chân rời đi. Hắn vừa đi, triệu lỗi liền nói, ta nói rồi, vẫn là thực lực làm vua, không có thực lực, người còn giả bộ không lại hắn, có biện pháp gì. Mọi người đồng loạt gật đầu, có đạo lý, người này mạnh, da mặt cũng dày hơn người khác dương tiểu mạn phàn nàn bây giờ hắn còn giỏi hơn cả hiệu trưởng các ngươi nói xem hiệu trưởng sẽ không quản bây giờ hắn đang nắm chuyện lớn nhỏ của ma vũ chỉ còn thiếu mỗi đạo sư phó sương đỉnh cười khổ nói ai nói chỉ thiếu đạo sư quản lý chỉ ngày hôm qua hắn còn đi văn phòng hiệu trưởng sau khi xin tài nguyên của đạo sư phát cũng thuộc về võ đạo xã bị hiệu trưởng đá ra ngoài hắn là muốn đoạt quyền điên rồi lá gan thật lớn ta là thật phục đoạt quyền với cường giả bát phẩm kim thân cảnh phương bình lại dám đi phân phối quyền lực tài nguyên của đạo sư phó sương đỉnh đều cho rằng hắn điên rồi đạo sư phân phối tài nguyên quyền lực tới tay ý nghĩa rất nhiều như vậy đám người ngô khuê sơn đã bị phương bình làm mất quyền lực mấy người lướt nhau đều không nói gì thôi gần đây tên điên này đừng đi trêu chọc hắn bành trướng đến bát phẩm cũng dám trêu còn có ai không dám trêu chọc lúc này phương bình đi ra khỏi sân vận động hiển nhiên không cảm thấy mình đang bành trướng dựa theo lời nói của phương bình mà nói hắn là đang luyện gan bát phẩm thú vương đã từng chọc nhân loại bát phẩm thật đúng là không có chọc qua ngày hôm qua chọc giận ngô khuê sơn khí thế lão ngô vừa phóng ra thiếu chút nữa đẻ chết phương bình điều này làm cho phương bình có khái niệm rõ ràng gặp được bát phẩm mình có thể nhiều cháu trai thì nhiều cháu trai ngàn vạn lần đừng cảm thấy mình có thể làm bát phẩm không thất phẩm cũng đúng dù sao cao phẩm gặp có thể chạy nhanh bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu phương bình cảm nhận được tranh lệch cảm thấy giờ phút này mình đặc biệt thanh tỉnh, đã từng khoác lác với bên ngoài chạy thắng bát phẩm, tuyệt đối đừng coi là thật. chương 318, quá coi trọng ta rồi. 7 giờ tối, Phương Bình lau chùi trường đao, hơi do dự, cuối cùng vẫn là đem trường đao thả xuống. Lần này, chưa chắc có thể dùng tới, mang theo trường đao ngược lại gia tăng phụ trọng. Bốn đại cao phẩm hộ tống, đều bại, vậy vận khí của ta cũng xui xẻo đến nhà rồi. Phương Bình thấp giọng lầm bẩm một câu, Nhiệm vụ này, độ nguy hiểm vẫn là không cao. Đơn giản thu thập một chút, kiểm tra đan dược trong túi một chút, hồi mệnh đan phương bình tổng cộng có 11 viên, chỉ cần không phải hẳn phải chết, cứu mạng vẫn là không có vấn đề. Bên ngoài cổng trường Ma Võ, Trương Vũ hượng cười gật đầu, mở cửa xe nói, "Phương xã trưởng xin mời." Trương bộ trưởng khách khí rồi, Phương Bình lên xe, đây là xe riêng của Trương Vũ Cường, lái xe phía trước là tài xế của hắn. Phương Bình lên xe, liếc nhìn tài xế một cái thở dài một tiếng không nói gì. Trương Vũ Cường biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng lại không giải thích. Vì để càng giống thật, càng làm cho người ta tin tưởng, bên Nam Giang nhất định phải có biểu thị. Trương Vũ Cường tự mình cùng Phương Bình đi tới Nam Giang, đây chính là điểm báo Nam Giang hợp tác với Ma Vũ. Bằng không, Phương Bình liên hệ với nhân vật trọng yếu của Nam Giang, đi Nam Giang đàm luận chuyện viện trợ Ma Vũ, Nam Giang ngay cả mặt cũng không lộ, có vẻ Nam Giang quá mức đạm mạc, không hợp với Trương Định Nam. Trên xe, Phương Bình vừa lên xe liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên là không có tâm tình nói chuyện. Trương Vũ Cường cũng không nói gì, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Ma Vũ, lầu hai phòng ăn, Lý Lão Đầu bưng chén rượu, thích ý uống từng ngụm từng ngụm, cười tùm tìm nói, đây là chén rượu ta lưu lại 10 năm trước, thế mà vẫn còn, hương vị thật không tệ. Lão Phượng Nhu phía đối diện lại uống một hơi cạn sạch, thản nhiên nói, ta tưởng ngươi sẽ truyền trường sinh kiếm cho hắn, vì sao không có quên đi, cũng không phải thứ tốt gì. Lý lão đầu khẽ cười nói, ta ẩn dưỡng trường sinh kiếm 10 năm, cũng không nỡ. 10 năm qua, ngươi chưa từng xuất kiếm sao? Hình như là vậy, 10 năm mài một kiếm, một kiếm này của ngươi, mài như thế nào? Không biết, Lý lão đầu cười ha hả nói, hận quá, oán quá, giận quá, không cam lòng. Ta ẩn giấu một kiếm này 10 năm, có lẽ không bao lâu nữa, giang hồ sẽ lại có truyền thuyết về Lý trường sinh ta. Một kiếm đồ thần, người cảm thấy có đủ bá khí hay không? lão phụng nhu không đáp lý lão đầu bưng chén rượu lên uống cạn rượu trong chén cười đứng dậy nói ta đi xem một chút ngươi đi thì có ích lợi gì bốn người đi theo đến phiên ngươi ra tay nhìn xem náo nhiệt thuận tiện điều tra tình huống một chút giết thất phẩm ta cảm thấy không cam lòng ha 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 lý lão đầu cười to thân ảnh khẽ động từ cửa sổ bên cạnh nhảy ra lão phụng nhu không đi theo tiếp tục tự rót tự uống nam giang phủ tổng đốc phòng họp nhỏ giờ phút này có 7-8 người đang ngồi, đều là cao tầng Nam Giang. Tất cả mọi người đều rất yên tĩnh, thẳng đến khi Trương Định Nam cất bước đi vào, mới vang lên một trận tiếng thăm hỏi ân cần. Trương Định Nam khẽ gật đầu, đi đến vị trí đầu ngồi xuống, trầm giọng nói, chư vị, hang động Nam Giang sắp mở ra, Trung ương và quân bộ, bao gồm bản thân Nam Giang, đều đã chuẩn bị chu đáo. Nhưng để đề phòng lỡ như, sự trợ giúp đến từ các phương, càng nhiều càng tốt. Trong đó, Ma Vũ là trọng yếu, mà vũ có ba đại cao phẩm cường giả, bao gồm cả xà vương bát phẩm cảnh, hơn 10 người lục phẩm cảnh, trung phẩm cảnh mấy trăm. Đây là một cỗ lực lượng cường đại có thể so với giới võ đạo Nam Giang, cho nên đạt được sự ủng hộ của ma vũ, cũng là mục tiêu chủ công tiếp theo của chúng ta. Cũng may, Nam Giang ta nhân tài xuất hiện lấp lấp, Dương Thành Phương Bình, đảm nhiệm chức xã trưởng võ đạo xã Nam Giang, quan tâm quê nhà, có lòng trợ giúp Nam Giang. Nhưng một cây chẳng chống vững nhà, Phương Bình cũng không cách nào một lời mà quyết. Trước đây, ta để Bộ trưởng Vũ Cường đi tới Ma Đô, đàm phán với Phương Bình, bây giờ đã có thu hoạch lớn, Phương Bình đêm nay sẽ về Nam Giang nói chuyện này với chúng ta. Chư vị đang ngồi đều là trụ cột của Nam Giang ta, đêm nay mọi người cùng nhau nghị luận một chút, nhất định phải thuyết phục được Phương Bình. Trương Định Nam vừa dứt lời, phía trước, một vị trung niên mặc quân phục trầm giọng nói: "Tổng đốc, Phương Bình có thể thuyết phục Ma Vũ không?" Hy vọng rất lớn, đạo sư của Phương Bình là Lữ Phượng Nhu, Ngô Khuê Sơn là trưởng phu của Lữ Phượng Nhu tuy rằng bên ngoài đồn đại lẫn nhau thất hòa nhưng mà tin đồn trung quy cũng chỉ là tin đồn hơn nữa bản thân phương bình bây giờ ở ma vũ cũng có quyền phát biểu nhất định đạt được một nhóm đạo sư ủng hộ hắn tiến bộ cực nhanh hiệu trưởng ma vũ trương hy sinh tuy ngô khuê sơn cũng là bát phẩm nhưng bởi vì vấn đề lý niệm vẫn chưa được phần lớn người ma vũ tán thành mặc dù phương bình là nhân tài mới xuất hiện nhưng không ít đạo sư đều cảm thấy phương bình có lẽ rất nhanh có thể bước vào thất phẩm cảnh đến lúc đó Ngô Khuê Sơn có lẽ sẽ bị coi là hiệu trưởng quá độ. Tổng đốc đánh giá Cao Phương Bình đi, mà vũ thiên tài không phải số ít, kể cả mấy học viên của tốt nghiệp năm ngoái, tốt nghiệp cảnh giới ngũ phẩm, Phương Bình dù sao cũng vừa mới tiến vào tứ phẩm. Không thể nói như vậy, mọi người cất bước khác nhau, học viên ngũ phẩm, trong lòng mọi người rõ ràng, đều có gia đình ủng hộ. Ngược lại là Phương Bình, không có bối cảnh gia đình, hơn nữa tiến bộ cũng nhanh hơn những người kia. Loại người không có bối cảnh như Phương Bình, càng thích hợp tiếp quản ma vũ, ma vũ bây giờ, có tư cách này không nhiều, kể cả đám người hoàng cảnh, kỳ thật đều có gia tộc của mình, đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Ít nhất tiếp quản ma vũ, mọi người lo lắng ma vũ sẽ trở thành lực lượng vũ trang của gia tộc tư nhân. Nói xong, Trương Định Nam cười nói, đương nhiên, đây là chuyện của ma vũ, mục đích của chúng ta không phải là sau này ai tiếp quản ma vũ, mà là hiện tại. Bây giờ Phương Bình vẫn còn có quyền phát ngôn nhất định ở Ma Vũ, nếu hắn ủng hộ, Ma Vũ cũng sẽ không nghiêng về một phía. Trong phòng họp, lại có người nói khẽ, những người về Nam Giang như Phương Bình, có thể xảy ra vấn đề hay không? Trước đó khi giải thi đấu võ đạo bắt đầu, thái độ của hắn rất rõ ràng, nhất định phải chu tà giáo, một khi hắn có lòng muốn viện trợ chuyện ở Nam Giang bị tà giáo nhìn thấu. Trương Định Nam cười nói, cái này chúng ta cũng cần nhắc đến, ta để cho bộ trưởng Vũ Cường tự mình hộ tống Phương Bình về Nam Giang. Hơn nữa Ta giáo thật dám làm cái gì, lần này để cho bọn hắn chịu không nổi. Tổng đốc có ý là, Lưu lão trở về, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, trung niên quân trang cũng cười nói, vậy thì không thành vấn đề, ta nói hai ngày nay không thấy Lưu lão, có cường giả tông sư hộ tống, nhất định không có sơ hở nào. Trương Định Nam gật đầu nói, ta cũng băn khoăn đến những thứ này, cho nên mới làm phiền Lưu lão đi một chuyến. Mặt khác, Trương Định Nam nhìn mọi người một chút, mở miệng nói, vì giữa đường càng thuận lợi một chút, Mấy vị chúng ta cũng không nên đi ra ngoài đi lại, ngồi ở đây một lát, thuận tiện nói chuyện khác, chờ Phương Bình tới đây, các ngươi thấy thế nào? Trong đám người có người cười nói, tổng đốc, đây là ngay cả chúng ta cũng không yên lòng. Thôi được, vậy thì nói chuyện chính sự, mà đồ lái xe đến Nam Giang cũng chỉ 3 4 giờ, Phương Bình lên đường chưa? Xuất phát, hiện tại đã sắp xuất Mado. Mọi người khẽ gật đầu, cũng không hỏi lại, dù sao đều ở phòng họp không ra, biết không biết cũng không ảnh hưởng toàn cục. 9 giờ tối trên xe, Phương Bình một mực nhắm mắt, bỗng nhiên mở mắt nói, đi đến đâu rồi? Kiến An thị vậy thì nhanh thôi, qua Kiến An rồi thì sẽ đến Nam Giang. Nói xong, Phương Bình mở cửa sổ xe ra, gió đêm đánh úp lại, nhiều hơn một tia lạnh ý. Lần này đi Nam Giang, địa quật, Phương Bình dứt lời, dừng một chút nói, ở đây trò chuyện những thứ này không có việc gì chứ. Không có việc gì, Lão Trần biết rõ hang đất, vậy là tốt rồi, Phương Bình tiếp tục nói, chuyện địa quật trong mắt của ta, còn không phải quan trọng nhất địa quật còn chưa mở ra việc này không vội ngược lại là tà giáo đây mới là hỏa tâm phúc lần trước ta đi nam giang chấp hành nhiệm vụ tà giáo hung hăng ngang ngược thế mà tụ tập hơn ngàn võ giả vấn đề này phải coi trọng nếu nam giang và ma vũ liên thủ việc đầu tiên cần làm là quét sạch giáo đổ nam giang lần nữa trương vũ gật đầu nói vấn đề này tổng đốc cũng rất coi trọng nhưng hiện tại tà giáo ẩn núp sâu phương xã trưởng cũng biết những người này cũng là người bình thường có vài người thậm chí ở ngoài sáng còn có thân phận che giấu, rất khó tra rõ. Phải xem không dùng lòng, trung quy vẫn có chút dấu vết để lại. Bên Nam Giang xuất lực, mà Vũ cũng sẽ giúp đỡ, thậm chí liên hệ với một số sư huynh sư tỷ tốt nghiệp. Những người này đều có chức vụ cao ở các nơi, mọi người liên thủ bày ra thiên la địa võng, một đám tôm tép nhảy nhót còn có thể thật sự ẩn nấp dưới lòng đất sao. Nói xong, Phương Bình bỗng nhiên nói, đây là cao tốc ở An Giang sao? Làm sao lại an tĩnh như vậy? trương vũ cường thăm dò nhìn một chút khẽ gật đầu nói khẽ là cao tốc ở an giang buổi tối ít người cũng bình thường phương bình vẫn nhíu mày suy nghĩ một chút bỗng nhiên từ cửa sổ xe xoay người đi ra đứng ở trên nóc xe lưu lão ngài có ở đây không lưu lão phương bình hô vài tiếng sau một lúc lâu trong bóng tối một bóng người từ trên trời giáng xuống lưu phá lỗ xuất hiện ở trước mặt hắn phương bình thở phào nhẹ nhõm nhỏ giọng nói lưu lão không có nguy hiểm chứ không có việc gì ta chỉ ở phía sau đuổi theo tà giáo cũng không có lá gan lớn như vậy vậy thì làm khổ lưu lão rồi lát nữa ta mời ngài uống rượu lưu phá lỗ cười cười thân ảnh lại nhảy lên biến mất trong bóng tối phương bình cũng trở về trong xe cười nói tự mình hù dọa mình không có việc gì lưu lão đi theo phía sau có một vị tông sư đi theo trong lòng cũng an tâm hơn nhiều nói thật bây giờ tôi cũng không dám ra khỏi ma đô chuyện của tà giáo một ngày không giải quyết được một ngày cũng không an tâm lắm ta cũng đã muốn cho người nhà rời đến ma đô nam giang bên này không quá an toàn phương xã trưởng lo lắng nhiều rồi ở nam giang an toàn là nhất định có bảo đảm huống chi võ giả cao phẩm của tà giáo cũng không phải quá nhiều cường giả của chúng ta theo dõi rất nghiêm bọn họ cũng không dám mạo muội lộ diện trương vũ còn chưa dứt lời phương bình bỗng nhiên quát to chạy thanh âm chưa dứt phương bình nhanh chóng từ cửa sổ xe nhảy ra không dừng lại chút nào mũi chân đạp đất nhảy lên một cái đảo mắt biến mất tại nguyên chỗ trên xe phản ứng mạnh mẽ của trương vũ cũng không chậm nhảy cửa sổ bỏ chạy hai người vừa rời khỏi ô tô ô tô đột nhiên vỡ tung tiếp theo ô tô giống như thành một cục bột trong nháy mắt bị đè ép thành bánh sắt tài xế trên xe không thể chạy ra thậm chí đã sớm bỏ mình khi bị đè ép chạy không thoát giữa không chung một tiếng cười khẽ vang lên không có chút nào dừng lại thẳng đến phương bình mà đi phía sau, Lưu Phá Lỗ vừa muốn hiện thân, bên cạnh có người cười nói, Lưu Huynh, chúng ta nói chuyện một chút được không? Lưu Phá Lỗ quá to, thật to gan, lại dám xuất động hai đại thất phẩm. Các ngươi đều đáng chết, ma Vũ không kinh doanh cho tốt mà đô, ngươi chạy đi tỏa trấn Nam Giang, vật nhỏ kia cũng dương nhanh múa vuốt, lần này giết hai ngươi, xem ma Vũ còn dám ra mặt hay không. Trong bóng tối, một bóng người trong nháy mắt phá không mà ra, một vệt ánh sáng, đánh thẳng tới đầu Lưu Phá Lỗ. Cùng một thời gian, Phương Bình quát to một tiếng nhảy ra mấy chục mét, thất khiếu trên mặt chảy máu, cách mấy chục mét, miễn cưỡng chống lại tinh thần áp chế của đối phương. Di, không thể lưu ngươi được, giữa không chung, cường giả tà giáo khẽ hổ lên một tiếng, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng Phương Bình có thể chống lại tinh thần lực áp chế của hắn, cái này không đơn giản. Các đại lão, người đâu? Phương Bình điên cuồng chạy trốn, lớn tiếng giống to, còn có ba đại cường giả, người đâu rồi? Đến rồi! giọng nói của điền mục xa xa truyền đến trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống cách không đánh một quyền về phía cường giả tà giáo giữa không trung ầm ầm tiếng nổ không chỉ vang lên ở chỗ này trần diệu đình cũng rất nhanh đạp không mà đến cười ha ha nói phương tiểu tử ngươi được lắm thế mà lại dẫn ra một vị bát phẩm hai vị thất phẩm vì lấy mạng chó của ngươi tà giáo đây là dốc toàn bộ lực lượng mà ra a phương bình đã chạy ra xa gần ngàn mét sắc mặt trắng bệch cả giận nói tà giáo vương bát đản các ngươi chờ xem lão tử cần dùng nhiều cao phẩm như vậy. Hừ, một tiếng hừ nặng nề vang vọng phía chân trời. Phương Bình, đánh giá cao chính mình. Lần này, tà giáo xuất động một vị bát phẩm, hai vị thất phẩm. Phương Bình chỉ là một trong số đó, một điểm khác là vì lưu phá lỗ mà đến. Tứ đại tông sư ma vũ, cường giả bát phẩm trương hiệu trưởng đã chết trận, lưu phá lỗ thất phẩm đỉnh phong lại vẫn lạc, ma vũ kia chỉ có thể cố thủ ma đô mà không còn là hô phong hoán vũ. Phương Bình cảm thấy ba đại cao phẩm vì hắn mà đến, thật sự là buồn cười. Khấu biên cương, Điền mục, Trần Diệu Đình, tốt tốt tốt, không nghĩ tới vẫn rơi vào tính toán của các ngươi, nhưng các ngươi cho rằng thắng chắc rồi sao? Trên không trung, có cường giả tà giáo quát lạnh một tiếng, tinh thần lực trong nháy mắt phóng thích, toàn bộ thiên địa đều phảng phất vì đó yên tĩnh. Giết, một tiếng sát phạt già nua vang vọng thiên địa, xa xa giữa không trung Khấu biên cương giống như thành Phật đà kim thân, cả người tản mát ra ánh sáng vàng, ánh sáng vàng lóe lên rồi biến mất giống như thuấn di, nháy mắt xuất hiện ở trên đỉnh đầu người nói chuyện lúc trước. Bên này, điền mục cũng quát lên một tiếng lớn, nắm đấm màu vàng phá không mà ra, phảng phất xé rách màn trời, chiếu dọi một mảnh ánh sáng đêm tối. Điền mục, vị cường giả tà giáo đuổi giết Phương Bình trước đó hét lên một tiếng, trước mặt đột nhiên xuất hiện một tấm chắn, tinh thần lực cụ thể hiện ra. Mà sau một khắc, Phương Bình ở nơi xa còn đang chạy như điên, liền nghe được một tiếng rắc rắc thanh thúy vang lên. Điền mục đấm ra một quyền, giống như đánh trúng tấm chắn kim loại, trong nháy mắt đã đánh tấm chắn chia năm xẻ bảy. Lão Trần, đi giúp Lưu lão. Trần Diệu Đình áp trận cũng không do dự, điền mục hoàn toàn áp chế đối phương, ngược lại bên phía Lưu Phá Lỗ bị kiềm chế. Hôm nay chém giết ba người các ngươi, ta xem các ngươi có bao nhiêu người có thể giết. Điền mục cười lớn một tiếng, ánh sáng trên kim thân tỏa ra rực rỡ kỳ dị, xung quanh chiếu rọi là một mảnh sáng sủa. Cùng lúc đó, Phương Bình chạy ra gần 2.000 mét, dừng bước, hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm một tiếng. Ba đại cường giả cao phẩm, còn có cường giả kim thân bát phẩm, nếu không phải mình 12 cường giả bát phẩm tới áp trận, chờ chết đi lưu phá lỗ cũng phải chết. Lần này Trương Định Nam ra một thanh đao, lợi nhuận lớn. Bốn vị cường giả này, gần như có thể nói, đều là phương bình mới tới, bao gồm lưu phá lỗ, đó cũng là hiệu trưởng danh dự của ma vũ. ầm ầm tiếng vang lớn, vang vọng đất trời, năng lượng nơi đây chấn động mãnh liệt, dù là khoảng cách xa như vậy, Phương Bình vẫn cảm nhận được áp lực. Khi thấy hai luồng kim mang bay về phía mình, Phương Bình lập tức sợ hãi, quát khấu lão gia tử, đừng tới đây, đừng tới. Vừa gào thét, Phương Bình vừa chạy như điên về phía bên cạnh. Kết quả phía trước lại là tam đại thất phẩm cường giả giao thủ, đánh cho mặt đất băng liệt, hòn đá văng khắp nơi, Phương Bình cắn răng một cái, lần nữa chuyển hướng, hướng địa phương khác chạy đi. Trước sau bảy đại cường giả cao phẩm, ba vị cường giả kim thân đang giao thủ, giờ phút này, dù là không tham chiến phương bình cũng cảm nhận được áp lực cùng nguy cơ vô tận chỉ cần hơi vô ý bị liên lụy đó chính là chết xa xa dường như còn có khí thức cao phẩm dâng lên phương bình không biết là người tà giáo tiếp viện hay là cường giả tông sư địa phương phương bình không dám dừng lại lúc này hắn hận không thể lập tức thoát khỏi khu vực chiến đấu bao trùm này những cường giả này đại chiến không quản được tứ phẩm võ giả như hắn đừng chạy theo ta nữa phương bình một bên chạy như điên một bên chửi nhỏ điền mục cùng lưu phá lỗ bọn hắn đều chế trụ đối thủ nhưng khấu biên cương cùng cấp với đối phương không thể áp chế vị cường giả bát phẩm kia hai người vừa đánh vừa rời về phía hắn hai người mặc dù đang không ngừng giao thủ phương bình toàn lực chạy như điên nhưng tốc độ lại không nhanh bằng bọn họ ta đi vòng các ngươi cũng rẽ các ngươi muốn làm gì phương bình tức muốn hộp máu khấu lão gia tử cố ý a à. hai đại bát phẩm giao thủ ta là bị lao đến liền mất nửa cái mạng có thể đi xa một chút đánh hay không? Chương 319, đẹp trai bất quá 3 giây. Thành phố Kiến An, lúc này, toàn bộ Kiến An đều nghe được tiếng nổ vang đến từ vùng ngoại ô. Vô số người bừng tỉnh, một số cư dân cách vùng ngoại ô gần hơn, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy ánh vàng trên không trung. Ngay khi rất nhiều người kinh hô, không ít người nhìn thấy hai luồng kim mang di chuyển về phía nội thành. Khấu Biên Cương, thả chúng ta rời đi, nếu không hôm nay ta sẽ tàn sát cả thành một tiếng hét lớn đã kinh động tất cả mọi người. đồ thành, từ khi chỉ nhìn thấy từ ngữ trên tivi lần đầu tiên truyền vào tai người kiến an, đây là tuyệt đỉnh cường giả đang giao chiến võ giả tà giáo rất nhanh có người phản ứng lại lập tức rất hoảng sợ cả tòa thành thị đều có vẻ hơi hoảng loạn. phương bình đang chạy như điên cũng nghe được tiếng giống giận dữ của vị cường giả bát phẩm tà giáo kia. trước đó còn không có phát giác hiện tại vừa nhìn quả nhiên đối phương dẫn dắt khấu biên cương đi về phía nội thành mà đại chiến phía sau giờ phút này còn chưa kết thúc bát phẩm giết thất phẩm cũng không phải dễ dàng giết như vậy dù cho giờ phút này điền mục đang toàn lực bộc phát muốn chém giết đối phương cũng không phải là chuyện trong thời gian ngắn làm sao bây giờ khấu lão ra hình như không có sức kiềm chế nếu như đến nội thành hai vị cường giả bát phẩm toàn lực ra tay một khi đến nội thành vậy thì phiền phức lớn rồi kiến an không phải đô thị lớn gì cường giả nơi này cũng không nhiều cùng lắm có mấy tên lục phẩm là đến Cương giả bát phẩm đột kích, sao có thể phòng ngự được? Ta mới tứ phẩm, ta cũng không gánh nổi a. À. Phương Bình bất đắc dĩ, thời điểm này, khí huyết của ta vô hạn cũng dùng làm gì, chỉ có thể trông cậy vào Khấu lão gia tử ngăn trở đối phương. Ngay tại lúc Phương Bình chạy như điên, phía trước, một bóng người lóe lên rồi biến mất, Phương Bình không cần suy nghĩ, vung ra một quyền. Ta, Phương Bình không thu hồi nắm đấm, lại đánh hụt, Lý lão đầu cũng không nói nhảm, tiến lên nhấc cổ hắn lên, thân hình khẽ động chạy như bay về phía trước tiểu tử có muốn làm lớn hay không lý lão sao ngài lại tới đây đừng nói nhảm có muốn làm lớn hay không làm sao lão già khấu biên cương này tuổi già sức yếu không dùng được chưa chắc có thể ngăn được đối phương tà giáo hung hăng ngang ngược cũng có liên quan đến điểm ấy bởi vì nhiều người người của chúng ta không dám tùy ý ra tay nhưng mà coi như hắn xui xẻo gặp phải lý trường sinh ta lý lão đầu tự khen một câu cười nói tinh thần lực của ngươi không yếu đợi chút nữa cho ta mượn dùng một chút thế nào a à, bớt nói nhảm đợi lát nữa hai ta tìm một chỗ trốn đi chờ bọn họ đi ngang qua chúng ta người toàn lực bộc phát tinh thần lực mạnh bao nhiêu thì mạnh bấy nhiêu xem lão tử một kiếm chém hắn tinh thần lực của ta bộc phát người mượn phương bình vẫn còn có chút mê mang nhưng mà lập tức nói được vậy thì đi lý lão đầu túm lấy phương bình tốc độ cực nhanh trong nháy mắt xuất hiện trên một tòa nhà ở ngoại ô rơi vào mái nhà lý lão đầu nhìn thấy hai luồng kim mang đang đến gần lý trường sinh chưa từng đeo binh khí giờ phút này bội kiếm bên hông một tay khẽ vuốt thấp giọng nói đợi lát nữa ta nói thả người sẽ toàn lực bộc phát tinh thần lực bám vào trên kiếm của ta phương bình liếc nhìn bội kiếm của hắn gật đầu nói tốt nhưng tinh thần lực của ta không quá mạnh không có việc gì lý lão đầu cũng không thèm để ý phương bình lại nói lão sư ngài mới lục phẩm cái này khinh thường ta không không có nhưng để mắt ngài cũng mới lục phẩm phương bình có chút lo lắng bát phẩm giao chiến lý lão đầu một võ giả lục phẩm đến nhúng tay có tác dụng không hư năm đó lão đầu từ quét ngang vô số thiên kiêu một số tông sư hiện giờ năm đó cũng bị ta đánh như cháu trai vâng 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 phương bình qua loa một câu nhìn hai luồng kim mang càng ngày càng gần vội vàng nói tông sư của chúng ta còn chưa tới sao điền sư huynh sao còn chưa chém giết đối thủ không nhanh như vậy sớm không có an bài Người biết nhiều, dễ dàng tiết lộ tin tức, đối phương cũng sẽ không mắc câu. Lý Lão Đầu tùy ý giải thích một câu, lục phẩm như hắn dù bị người phát hiện cũng không sao cả. Nhưng cường giả cấp tông sư, rất dễ dàng bị người phát hiện. Lần này, Phương Bình mời hai vị bát phẩm, đều là từ địa quật đi ra, lúc này mới không có bị phát hiện. Cầm nghiệp, chuẩn bị sẵn sàng, thấy Phương Bình còn muốn hỏi, Lý Lão Đầu lập tức quát lớn một tiếng, tiểu tử này gan chó thật mập, lúc này lại còn có tâm tư hỏi chuyện. Vô Trần, ngươi dám? Giữa không trung, Khấu Biên Cương cũng giận quát một tiếng, vẻ mặt phẫn nộ. Một vị cường giả cung cấp, một lòng chạy trốn, muốn tiến vào nội thành, hắn rất khó đem đối thủ kiềm chế tại chỗ. Buồn cười, Khấu lão quỷ, các ngươi rút đi, bằng không, ta muốn người nửa thành chôn cùng ta. Muốn chết, Biên Cương Khấu giận dữ quát một tiếng, kim thân óng ánh, lúc này tuyệt đối không thể thỏa hiệp, một lần thỏa hiệp, tà giáo sẽ không sợ hãi, mỗi lần đều như vậy, tà giáo căn bản không thể diệt trừ cho dù cho dù kiến an thật sự bị hủy một nửa lần này cũng phải chém giết đối phương chỉ cần chờ điền mục chém giết đối thủ hoặc là cường giả nhân loại đến viện trợ vô trần không đi được ngay khi hai người vừa chiến đấu vừa di chuyển về phía kiến an phía dưới lý lão đầu nhẹ nhàng thở hắt ra vốn chỉ là tới xem một chút không có chuẩn bị xuất thủ một kiếm này hắn là chuẩn bị cho cường giả địa quật không ngờ lần này tà giáo có ba đại cường giả còn có cả cường giả kim thân cảnh đã như vậy vậy cũng không cần đợi thêm nữa tay phải nhẹ nhàng ấn lên chuôi kiếm ngay sau đó lý lão đầu quát khẽ bắn phương bình một mực chờ đợi trong nháy mắt tinh thần lực toàn bộ tuôn ra toàn bộ dũng mãnh tiến vào bên trong trường kiếm phương bình vẫn là lần đầu tiên làm loại chuyện này cũng không biết có đủ hay không giá trị tài phú nhanh chóng tiêu hao không ngừng bổ sung trong chớp mắt trên trường kiếm phảng phất bị bao trùm một tầng màng mỏng mà ngay lúc này từ đầu lý lão đầu trở xuống hiện ra kim mang khí thế ngất trời trên trường kiếm lập tức phun ra một luồng kiếm khí ngút trời. Tinh thần lực của Phương Bình cũng giống như bị dẫn dắt, cùng lực lượng của Lý lão đầu tràn vào bên trong trường kiếm hợp hai làm một, hình thành một cỗ năng lượng mới. Vô cùng cường đại, tinh thần lực Phương Bình có cảm giác, chỉ cảm thấy tim đập nhanh không thôi, giống như mình lúc nào cũng có thể sẽ bị xé nát. Trường Sinh kiếm, trên không trung, cường giả đang giao thủ với Khấu Biên Cương phẫn nộ quát một tiếng, giọng điệu mang theo một chút phẫn nộ cùng khó hiểu trường sinh kiếm đã sớm phế đi nhưng cảm giác uy hiếp cực lớn này từ đâu mà đến một tên phế nhân có thể uy hiếp được bát phẩm kim thân nhưng khí thế phía dưới càng ngày càng mãnh liệt mình bị khấu biên cương ngăn chặn hắn cảm nhận được cũng không thể làm gì vào thời khắc này nơi xa lần nữa vang lên một tiếng hét to dừng lại một tiếng quát to vang lên điền mục dường như cũng biết ai đang ra tay nổi giận gầm lên một tiếng sau đó tốc độ nhanh chóng một vệt sáng vàng hiện lên trước mặt lý lão đầu để ta, điền mục gầm nhẹ một tiếng, cả người đều là vết máu, nhưng lại lơ đánh, quát lớn một tiếng, tiếp theo phóng lên cao, giết vào chiến đoàn. Oanh, giữa không chung, ba đạo kim mang bộc phát ra càng thêm sáng chói Năng lượng ba động kịch liệt, Phương Bình bị áp chế có chút không ngẩng đầu lên được. Lý lão đầu sắc mặt trắng nhợt, trong miệng máu tươi tứ tư phía, trên người lập tức xuất hiện từng vết thương nứt toát, nhưng lại vội vàng đè trường kiếm xuống, chửi nhỏ một tiếng, mẹ nó, lãng phí tình cảm của ta. Bỏ lại lời này, Lý lão đầu nhắc tới Phương Bình liền nhanh chóng rời đi. Giữa không trung có ba đạo kim mang, giờ phút này đang không ngừng đánh tới chỗ lui, hiển nhiên, Điền Mục chém giết đối thủ, liên thủ giặc biên cương, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Phương Bình cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo nhịn không được nhìn về phía Lý lão đầu. Thấy hắn cả người bốc máu, nhịn không được nói, "Lão sư, ngài không sao chứ?" "Không có việc gì." Vẻ mặt lão Lý lạnh nhạt, dường như người đang phun máu không phải hắn ngài thật sự có thể giết bát phẩm đương nhiên lý lão đầu vẻ mặt tự ngạo ngẩng đầu nói điền mục không đến lão đầu tử đêm nay liền nổi danh kiếm chảm bát phẩm trên trời dưới đất duy ngã lý trường sinh ta si phương bình bĩu môi lại nhịn không được nói thật sự có thể giết nói nhảm tuyệt chiêu đúng vậy ngài dạy ta đi phương bình nhất thời mừng rỡ như điên lập tức nói lục phẩm có thể giết bát phẩm vậy ta vậy ta có phải có thể một kiếm chém lục phẩm hay không Sớm biết ta học đao gì, lão sư, cái này nhất định phải dạy ta. Đúng rồi, Trường Sinh kiếm có phải thanh kiếm trong tay ngài không? Phương Bình nhìn chằm chằm trường kiếm trong tay Lý Trường Sinh, nuốt nuốt nước miếng, đây là kiếm gì? Vừa rồi kiếm khí lăng tiêu, còn chưa xuất kiếm, cũng không phải nhằm vào hắn, Phương Bình liền cảm giác mình sắp bị cắt thành mảnh nhỏ. Đây là trường kiếm cấp A. Không, có lẽ còn tốt hơn, thần binh đấy. Lý lão đầu lại cất giấu bảo bối như vậy, chính mình thế mà chưa từng phát hiện lý lão đầu không để ý tới hắn tiếp tục nhìn chằm chằm lên không trung một lát sau hơi thở ra một hơi nói cục diện đã được khống chế lần này tiểu tử ngươi lập công lớn tam đại cao phẩm lần này một người cũng đừng hòng đi cương giả tà giáo vốn cũng không tính là quá nhiều lần này bị chém giết ba đại cao phẩm đủ để thay đổi toàn bộ thế cục phương bình giờ phút này cũng không thèm để ý cái này hai mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào thanh kiếm kia không biết nghĩ tới cái gì phương bình bỗng nhiên nói lão sư tinh thần lực của ngài thật yếu, có 500 hách không? Liên quan gì đến ngươi? Lý lão đầu mắng một câu, tên khốn kiếp, đau lòng sao? Tinh thần lực của lão tử mạnh một chút, đã sớm thành tông sư. Thấy lý lão đầu thẹn quá hóa giận, phương bình thành thật, lại nhịn không được nhìn nhìn thân thể của hắn. Nhỏ giọng nói ta vừa mới nhìn thấy nửa người dưới của ngài phát ra kim quang, đây không phải là bát phẩm kim thân mới có sao? Nửa bước kim thân hiểu không? Lão đầu tử nếu ta không phải, ta đã sớm thành kim thân. Lý lão đầu kiêu ngạo, giết bát phẩm, há có thể không có chút tiền vốn. Ta có một kiếm, 10 năm chưa ra khỏi vỏ, ta có kim thân, nửa bước đại thành, vừa mới kiêu ngạo một hồi, Lý lão đầu lại có chút chán nản, bát phẩm, không có ai kiềm chế, mình là giết không được, bổ đao ngược lại là có hy vọng, thật gặp bát phẩm, đối phương tinh thần lực nhầm vào mình toàn lực bộc phát, mình chưa chắc có cơ hội ra tay. Để đảm bảo đạt được mục đích, chém thất phẩm là có hy vọng nhất. Nửa bước kim thân giờ phút này tâm tư phương bình hoàn toàn không đặt ở trên người những cường giả giao thủ kia mà là lòng hiếu kỳ bạo dạp vội vàng truy hỏi đều nói chung phẩm tôi nửa kim thân có phải là lục phẩm đỉnh phong đều là nửa bước kim thân hay không cốt xéo người lấy đám rác rưởi đó ra so sánh với ta lão lý kiêu ngạo không được hừ nói cái gì gọi là kim thân kim cương bất hoại thân thể đánh không nổi truy không nát phương bình không nói chuyện dùng tay chọc chọc vết thương còn đang chảy máu của hắn lão gia tử khoác lác công phu không kém, lão nhân gia ngài cũng sắp thành suối phun rồi, cái này gọi là đánh không nổi đập không nát. Cút, lý lão đầu tức giận quá sức, đây là ta tự làm đấy, toái kim thân phá kim thân. Bằng không, đổi một lục phẩm khác đến, đánh cho hắn cũng không đánh nổi, đánh vỡ, cũng sẽ nhanh chóng khôi phục, làm sao có thể phun máu ở đây. Phương Bình thấy hắn thẹn quá hóa giận, cũng không còn đau lòng nữa, tiếp tục nói, nói như vậy, võ giả lục phẩm đỉnh phong, chưa chắc đã có nửa bước kim thân. Đương nhiên, vậy làm sao mới có thể có? Lý lão đầu liếc mắt nhìn hắn, cao mày nói, người đừng nghĩ nữa, mặc dù ta nói là nửa bước kim thân, nhưng thật ra cũng là giả, cốt thủy vẫn chưa rèn luyện đến. Ta rèn luyện được rồi, lý lão đầu lập tức im lặng, sắc mặt hơi đen, ta quên mất chuyện này. Thở hắt ra một hơi, lúc này lý lão đầu mới nói ta đây là đi đường tắt, thật ra đối với người mà nói, thật sự tiến vào bát phẩm mới là chính đạo, ở lục phẩm cảnh rèn luyện nửa bước kim thân, chậm trễ thời gian không nói, cũng lãng phí tài nguyên. Trước tiên ngài nói rèn luyện thế nào, ta nói không chừng dừng lại ở cảnh giới lục phẩm một đoạn thời gian, làm nửa bước kim thân hù dọa người cũng không tệ. Hóa người, lý lão đầu lại tức giận muốn hộp máu, hư mạnh một tiếng, quay đầu lại nói tiếp, đi, đi xem thử. Dứt lời, hắn lại nhấc cổ Phương Bình lên, bay về phía xa. Phương Bình cũng không thèm để ý, đêm hôm khuya khoát, dù sao cũng không có người nhìn thấy, tránh cho chính mình bay đi lão sư, điền sư huynh bọn họ thắng. Cũng gần đến lúc rồi, hai vị thất phẩm đều bị đánh chết rồi, hiện tại chỉ còn lại tên bát phẩm kia đang vùng vẫy dẫy chết. Sao tà giáo lại không có người tới cứu viện, tiểu tử ngươi có thể nói ít chút hay không? Lý lão đầu đau đầu như trâu, sở dĩ tà giáo không bị diệt trừ không phải là do bọn hắn mạnh mà là do bọn hắn ẩn núp sâu. Hiện tại người đến cứu viện, đại chiến đã khiến cho vô số cường giả chú ý, cường giả cửu phẩm cũng bắt đầu chú ý dò xét lúc này đi ra bao nhiêu đều là chịu chết cao phẩm cường giả người cho rằng thật sự là rau cải trắng lần này xuất động ba người tà giáo cũng ôm tâm tư tốc chiến tốc thắng giết ngươi dễ như trở bàn tay giết lưu lão mới là mục đích một bát phẩm hai thất phẩm giết lưu lão không tốn bao lâu phương bình nghe vậy cũng hùng hùng hổ hổ nói ta đã biết trương định nam không đáng tin cậy thật sự muốn nghe lời hắn ta đã sớm chết không tìm thấy xương cốt lần này hai đại bát phẩm cùng hai vị thất phẩm đều thiếu chút nữa không đủ, bị người đánh tới nội thành. Nếu như có một vị cường giả kim thân tới, vậy còn không phải sẽ xảy ra đại loạn sao? Vậy cũng chưa chắc, nếu thật sự như vậy, hắn sẽ không tiết lộ lưu lão đi theo ngươi. Người khác cũng có thể đoán được, vậy cũng đúng, cho nên ta nói tiểu tử ngươi kiềm chế một chút, đừng có rảnh rỗi liền kiêu ngạo không thôi, bây giờ danh khí của ngươi còn lớn hơn cả tông sư, người không biết còn tưởng rằng ngươi thành tông sư, trên thực tế ngươi chính là một con gà yếu đuối. Ta tứ phẩm cao đoạn, ta lục phẩm đỉnh phong, ta khoe khoang sao, ngài đã 60 người rồi, lập tức chạy đi, hai chúng ta không giống nhau. Lý lão đầu cũng không nói lời nào, bóp cổ hắn nhưng lại hơi dùng sức. Phương Bình lập tức kêu lên đau đớn, lão Lý nghe không được lời nói thật, ta không nói lão A, là người muốn chạy đến chỗ thứ bảy. Một đường bay nhanh, rất nhanh, hai người đã đến hiện trường giao chiến. Giờ phút này, giữa không trung, bốn đại cường giả vây công vị cường giả Kim Thân ở trung ương kia. Thực lực của cường giả Kim Thân không phải là thổi phồng, dù là đối mặt hai đại cường giả Kim Thân Kim cấp đỉnh phong vây công, đối phương trong thời gian ngắn cũng không có dấu hiệu suy tàn. Năm người giao chiến, khí thế rung trời, Phương Bình cùng Lý lão đầu hơi tới gần một chút, liền cảm nhận được áp lực vô cùng to lớn, Phương Bình sắc mặt trắng bệch, Lý lão đầu hơi dừng một chút, tay án trường kiếm, sau một lúc lâu, phản ứng dường như đã thích ứng không có phản ứng quá lớn. Tinh thần lực tuy nhỏ yếu, nhưng khí thế cường đại, chút sư ba này vẫn có thể chống đỡ được. Phương Bình ngẩng đầu nhìn một hồi, thở hồn hền, thấp giọng nói, lão sư, đừng nhìn, trước đó không phải đã bị giết hai người sao. Đi sờ thi a, à, bọn họ còn chưa kịp sờ thi, chúng ta nhanh lên một chút, nếu không quay đầu lại sẽ kết thúc. Lý lão đầu sừng sốt một chút, nhịn không được nhìn Phương Bình một cái. Tố chất tâm lý của tiểu tử này thật sự không phải mạnh bình thường. Bát phẩm đang giao chiến, hắn nhìn cũng không nhìn, ý nghĩ đầu tiên chính là đi sở thi, trong đầu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. hai 320, ta sẽ xem qua, là người khác chém giết, là chiến lợi phẩm của người khác, có hiểu quy củ không? Lý lão đầu quát lớn một tiếng, Phương Bình ngượng ngùng nói, cứ nhìn xem, ta còn chưa thấy qua bảo bối của cường giả thất phẩm. Thất phẩm đều là quỷ nghèo, Lý lão đầu bĩu môi nói, bọn họ dùng binh khí rất ít, trừ phi uẩn dưỡng nhiều năm, bằng không, sắc suất tay không tất sắt lớn hơn, về phần đan dược, đan dược bình thường không dùng được, đan dược cao cấp chân chính, bọn họ cũng mua không nổi. Vậy cũng chưa chắc, lão sư, đi a, à, đi xem một chút, liền nhìn xem. Lý lão đầu nghe lời này, luôn cảm thấy không thể tin, cái này liền cùng nam nhân nói chuyện với nữ nhân một cái đạo lý. Không lay chuyển được phương bình, Lý lão đầu mang theo hắn bay về phía trước khi điền mục giao thủ. Là hắn, khi nhìn thấy thi thể bị đánh xuyên ngực trên mặt đất, lão Lý khẽ nhíu mày. Phương Bình liếc qua, nhỏ giọng nói, ngài quen biết. Gặp qua mấy lần, ta cho là hắn đã chết, không nghĩ tới còn sống, hơn nữa đột phá. Lý lão đầu nhíu mày nói, phó hiệu trưởng trước kia của thiên nam võ đại. Phương Bình sửng sốt một chút, thấp giọng nói, chuyện thiên nam địa quật ngày đó. Lý lão đầu hơi đau đầu, trầm ngâm nói, không rõ lắm, lát nữa điều tra thêm, người đã chết rồi, nhưng thân phận bại lộ, vũ đại thiên nam bên kia có lẽ có chút phiền phức. Ta còn có mấy bạn học ở bên thiên nam vũ đại, không có việc gì, nếu như không có đoán sai, hiện tại thiên nam võ đại một số người cho dù có vấn đề, cũng rút lui. Động tĩnh lớn như vậy, một số cao tầng tà giáo chỉ sợ cũng đoán được đây là bẫy dập. Những cường giả ra tay này chết, nhân vật liên quan đến bọn họ không phải bị rút lui thì cũng bị diệt khẩu. Phương Bình không nói gì nữa, ngồi xổm xuống gõ thân thể đối phương, truyền ra tiếng va chạm phanh phanh. Chỉ là thất phẩm mới vào không lâu, chưa thể thành tựu kim thân, vết thương chí mạng không phải ngực, mà là tinh thần bị ma diệt. Lý lão đầu nói xong lại nói, nếu bát phẩm cường giả, kim thân thật ra đáng giá nhất, kim thân nếu không bị mài mòn, lưu lại, người có thể mang về làm thần tiên để thờ, có lẽ trăm ngàn năm sau có thể sống lại. Phương Bình im lặng nói, lão sư, đây là võ giả của tà giáo, nếu như thật sự sống lại thì không phải là người đầu tiên giết ta sao? Nói xong, Phương Bình lại nói, bát phẩm kim thân cường giả có thể phục sinh. Trên lý luận mà nói, là có khả năng này. Lão Lý thấp giọng nói, bát phẩm kim thân cảnh, chỉ cần không bị kẻ địch càng cường đại hơn đánh chết, chưa chắc không thể trường sinh, kim thân đã thuộc về phạm vi bất diệt. Cho nên, chúng ta suy đoán, giới tông phái có lẽ cất giấu một vài lão quỷ. Phương Bình nuốt nuốt nước miếng, cũng nhỏ giọng nói, người trăm ngàn năm trước, có lẽ có. Lão Lý từ trước đến nay đều chỉ phụ trách suy đoán, không chịu trách nhiệm xác nhận, cười híp mắt nói, mặc dù hoàn cảnh năm đó, bát phẩm khó thành, nhưng luôn có người kinh tuyệt diễm diễm nếu như năm đó thật sự thành tựu kim thân sống đến hiện tại không phải là chuyện không thể nhưng mấy năm nay giới tông phái không có người như vậy xuất hiện hoặc là chết thật hoặc là trước kia chưa từng xuất hiện phương bình không nghĩ nhiều một bên sờ lấy thi thể một bên nhỏ giọng nói lão sư ngài cũng là nửa cái kim thân chẳng phải là nói ta đây là giả lão lý lắc đầu nói đầu của ta không có rèn luyện chết rồi thì chết thật mấy chục năm sau có lẽ bộ phận kim thân của ta còn có thể bảo tồn nhưng đầu tuyệt đối nát thành xương khô, người cảm thấy khô lâu có thể sống lại sao? Phương Bình lại không nói tiếp, mà là chửi nhỏ nói quỷ nghèo. Vừa mắng xong, ánh mắt Phương Bình bỗng nhiên sáng ngời, nhanh chóng cởi giày của đối phương xuống, dùng sức xé một cái, lập tức vui mừng ra mặt nói, lão sư, nhìn xem, đây là gia thú cao phẩm chế tạo sao? Lý lão đầu im lặng, nhận lấy nhìn nhìn, đánh giá một phen, lẩm bẩm nói, không tốt lắm. Làm sao vậy, không phải cao phẩm, câm miệng. Lý lão đầu quát lớn một tiếng, nói khẽ là gia thú cao phẩm chế tạo, mấu chốt ở chỗ, chính phủ khống chế nghiêm ngặt những thứ này, bao gồm ma vũ, cũng không thể từ tiện bảo tồn da lông của sinh vật cao phẩm. Nếu như không phải chính phủ lấy được, nói cách khác, cường giả tà giáo có thể tiến vào địa quật. Đi vào từ địa quật nào, nên trà trộn vào hay là bọn hắn âm thầm nắm giữ một cửa vào địa quật. Việc này, cũng phải tra rõ ràng, còn có thể âm thầm khống chế cửa vào địa quật. Phương Bình rất kinh ngạc, Lý Lão Đầu thản nhiên nói, chưa hẳn là không có khả năng, cửa vào địa quật khai thông, cửa vào mới, chúng ta tự nhiên là biết rõ. Nhưng mấy trăm năm trước thì sao? Ai có thể xác định, cửa vào Tây Sơn chính là cái thứ nhất? Ai có thể bảo đảm, sau Tây Sơn, cửa vào xuất hiện đều bị chúng ta phát hiện? Cường Giả Tà Giáo, những năm này nhiều lần giết mãi không hết, phát hiện những thứ này cũng không phải lần đầu tiên, chẳng qua trước kia giết cao phẩm, chúng ta cũng không có tư cách tham dự chính phủ có lẽ biết một chút gì đó khả năng tà giáo khống chế một cửa vào vẫn có đương nhiên hẳn là không xác định bằng không đã sớm tiêu diệt đối phương phương bình cũng gật đầu nói điều này cũng đúng bằng không tà giáo lấy đâu ra nhiều cao phẩm như vậy trừ phi mấy nhà công ty đan dược này thông đồng với bọn họ bằng không ta cảm thấy bọn họ không có nhiều tài nguyên bồi dưỡng võ giả như vậy dù mua ở công ty đan dược nhưng giao dịch lượng lớn cũng sẽ lưu lại dấu vết giống như ta bán chút đan dược như vậy công ty đan dược đều để mắt tới ta. Hai khả năng, thứ nhất, cao tầng có người cung cấp cho bọn họ sự tiện lợi. Thứ hai, thật ra bọn họ cũng có dây chuyền sản xuất. Loại thứ nhất xác suất ta cảm thấy không lớn, khả năng bại lộ quá cao, cho nên loại thứ hai khả năng vẫn là rất lớn. Ta thật sự là thiên tài, những thứ này đều bị ta suy luận ra hết rồi. Phương Bình còn chưa nói xong, Lý Lão đầu liền mắng, câm miệng, ngươi lại nói nhảm, ta đá chết ngươi. Mẹ nó, Lão Tử vừa mới suy luận, Sao lại thành của ngươi rồi? Phương Bình lập tức ngậm miệng, nhưng rất nhanh hỏi, "Lão sư, đôi giày này có đáng giá không?" "Đáng, nhưng không phải là ngươi, ta giữ lại trước." Phương Bình lập tức có chút thất vọng, tên quỷ nghèo này cái gì cũng không có, chỉ có một đôi giày tốt một chút, Lý lão đầu làm gì vậy? Lý lão đầu cười nói, "Giày, khẳng định không có phần của ngươi, nhưng thi thể có thể mang về." "Cũng không phải cường giả kim thân, ngu ngốc." Lý lão đầu tức giận nói, "Thi thể cường giả thất phẩm cảnh." dù cho làm nghiên cứu, cũng có giá trị vô hạn. Nếu ngươi vác về, chắc chắn có thể bán một khoản, phát chút tiền của người chết. Thật là buồn nôn, Phương Bình lắc đầu, sở thi có thể, khiêng trở về, hắn cũng không làm. Nghĩ nghĩ, Phương Bình sờ sờ ở trên người, lấy điện thoại di động ra, cũng không quan tâm mấy điểm, liền gọi điện thoại nói, tổ chức mấy người đến ngoại thành thành phố Kiến An, điểm tốc độ, mang thi thể trở về. Có lẽ là mấy bộ, sau này ta giấu thi thể đi, các ngươi tới đảo là được. Ừm, cứ như vậy, không có việc gì, không phạm pháp. Cúp điện thoại, Lý Lão Đầu dò hỏi, người võ đạo xã. Không phải, người phương xa, Lý Lão Đầu không nói gì, tiểu tử ngươi làm được thật. Không nhìn thêm nữa, rất nhanh, hai người đi tới trước thi thể thứ hai. Cái này thì thảm rồi, không giống điền mục một quyền trực tiếp ma diệt tinh thần lực đối phương, vị này là đầu bị vỡ nát, lúc này mới tử vong. Bọn lưu phá lỗ thất phẩm cảnh, giết vị này cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy, thừa dịp đối phương Kim thân chưa thành, đánh nát đầu mới có thể làm cho đối phương hoàn toàn tử vong. Đầu đều nát, tự nhiên nhìn không ra ai là ai. Phương Bình cố nén buồn nôn sờ soạng một hồi, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhưng lại bất động thanh sắc, đứng dậy lắc đầu nói, lại là một tên nghèo kiết xác. Lý Lão đầu cười như không cười liếc mắt nhìn hắn một cái, đồ của Lưu lão, ngươi cũng muốn đen. Nào có, trong tay áo ngươi là cái gì? Chính là của ta, là của ngươi, tiểu tử Ngươi sờ lương tâm một chút, thật sự là của ngươi sao? Một trăm phần trăm là của ta. Lý lão đầu hoàn toàn không nói nên lời, tiểu tử này trợn mắt nói dối. Lý lão đầu chừng mắt nhìn hắn một cái, quát, đừng nói nhảm, nhìn xem, là cái gì? Phương Bình bất đắc dĩ, đành phải lấy ra một cái bình nhỏ, Lý lão đầu mở bình thủy tinh ra nhìn thoáng qua, sau đó liền biến sắc nói, bọn họ ngay cả cái này cũng có. Lão sư, đây là thuốc gì? Đáng giá sao? Không phải thuốc, không phải thuốc. Phương Bình sửng sốt một chút, không phải thuốc thì là cái gì? Là tâm tủy, Lý Lão đầu nhíu mày nói, tâm tủy, người có thể hiểu thành nguồn năng lượng hạch tâm của trái tim, người bây giờ còn chưa tới tình trạng đó, không cảm giác được. Nhưng thứ này rất khó tinh luyện, bất kể là nhân loại hay là yêu thú, đều rất khó tinh luyện ra. Mà vũ cũng không làm được, người hiểu ý của ta không? Phương Bình lắc đầu, khoa học kỹ thuật của đối phương rất phát đạt. Nói rõ đối phương có cường giả cửu phẩm, Lý lão đầu sắc mặt âm trầm nói, những năm gần đây, cũng không phát hiện tà giáo có cửu phẩm cường giả, đương nhiên, suy đoán là có, nhưng cũng chỉ là suy đoán, hiện tại, lại là được chứng thực. Là bọn họ sinh trưởng ở địa phương còn tốt, sợ là sợ. Sợ trong cửu phẩm hiện tại, có người của tà giáo. Đúng, lão Lý suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói, quên đi, việc này chúng ta không quản được, cũng không có tư cách này, những người khác đại khái cũng biết. Vậy đây là nhân loại hay là võ giả địa quật, hoặc là yêu thú. Không biết, Phương Bình im lặng, lại nói cái này có ích lợi gì. Đan dược bình thường vô dụng đối với cường giả cao phẩm, cái này có lợi cho bọn họ rèn luyện xương sọ, lấy tâm thủy cường giả rèn luyện bản thân, có thể cho xương sọ rèn luyện càng đơn giản hơn. Đáng giá không, đáng tiền, bởi vì tinh luyện là một chuyện phiền toái, cửu phẩm trở xuống cực khó làm được, người có thể tưởng tượng, để cửu phẩm ra tay, chỉ là cái này đã cần cái giá lớn bao nhiêu. Ma Vũ không bán cái này, cũng không bán, trên thực tế cường giả cao phẩm cũng rất ít giao dịch những thứ này. Nếu thật sự muốn bán, không thấp hơn 5.000 vạn. Bình thường, ta còn tưởng rằng mấy trăm triệu đấy. Phương Bình ngoài miệng nói như vậy, tiếp theo lại khô khốc nói, lão sư, cái này thật sự là của ta, là giảo hoạt tặng ta. Lý lão đầu liếc mắt nhìn hắn, không để ý tới hắn nữa. Phương Bình bất đắc dĩ thở dài, lại đem giày của đối phương cười xuống. Hai đôi giày, một viên tâm tủy, chính là tất cả thu hoạch của hắn không có binh khí, nhưng những thu hoạch này, hiện tại đều bị Lý Lão Đầu cầm đi, Phương Bình rất bất đắc dĩ, vậy chẳng phải là ta sợ không? Hơn 10 phút sau, chiến đấu trên không đã kết thúc, bị tứ đại cường giả vây công, đối phương chỉ có một người, trốn không thể trốn, phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng, cuối cùng lâm vào yên lặng. Phương Bình cùng Lý Lão Đầu giờ phút này cũng đến nơi. Mặt đất đã sớm thành hố sâu, vết rách to lớn kéo dài đến ngoài ngàn mét. Đường cao tốc cũng sớm đã không thấy bóng dáng. Phía trước, hình như có người của cục trinh sát và quân bộ đang phong tỏa đường đi, không cho người khác vào. Phương Bình nhìn xung quanh một chút, không vội vã nhìn thi thể cường giả kim thân, mà là hô trương đại ca. Còn không, hô một hồi, hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này điền mục toàn thân đẫm máu, lắc đầu nói, không ở gần đây, hẳn là chạy đi. Không chết, không biết, điền mục nói rất không sao cả, chết hay không chết đều như vậy. Nam Giang muốn dẫn rắn ra khỏi hang, chết một ngũ phẩm, đánh chết ba đại cao phẩm, trương định nam sẽ không để ý nếu đã tới vậy thì làm tốt chuẩn bị xong đời ta cũng không chuẩn bị chết phương bình lẩm bẩm một câu trương vũ mạnh không chết chứ hắn nhớ rõ trương vũ cưỡng ép chạy cũng không chậm sau đó vị thất phẩm võ giả bị điền mục đánh chết kia là đuổi giết phương bình mà không phải đuổi giết trương vũ cường nếu như đều chết hết vận khí kém đến mức nào đang nghĩ ngợi nơi xa trương vũ cường đại nói mấy vị tông sư chúng ta có thể tới không điền mục nhìn lướt qua nhìn về phía Phương Bình, cười nhạo nói, nhìn thấy chưa? Những người trong chính trị này, năng lực bảo mệnh cũng không yếu, còn sống đấy, vừa rồi đại khái là đi tìm người của quân bộ địa phương, lần sau gặp phải ra hỏa chính giới gặp nạn, nếu thực lực không đủ, đừng quản bọn họ, chiến lực bình thường, năng lực bảo mệnh đều không kém. Khổ khổ, khấu biên cương thấp giọng ho khan, người cầm miệng đi, nhất định phải đắc tội hết với người ta. Không nhìn điền mục nữa, khấu biên cương mở miệng nói, lại đây đi. Rất nhanh, Trương Vũ Cường dẫn theo một vị quân nhân và một người mặc chế phục trinh sát đi tới. Mấy người nhìn thấy mọi người, đều là vẻ mặt cung kính, vội vàng hỏi thăm có cần trợ giúp gì hay không. Đề đốc địa phương đâu? Điền Mục hỏi một câu, Cục trưởng Cục điều tra Kiến An lập tức nói, đề đốc đang trấn an lòng dân, ta lập tức gọi điện thoại cho đề đốc. Không cần, rất tốt, phải trấn an quần chúng cho tốt, đừng có làm loạn, bên này phong tỏa, các người cũng bận việc của mình đi. Khấu Biên Cương nói mấy câu liền đuổi đối phương đi phương bình vội vàng xen vào nói mấy cỗ thi thể này chúng ta muốn mang về đừng để cho bất luận kẻ nào động người của ta lập tức tới mang đi hắn bên này nói điền mục đã khiêng lên cỗ thi thể cường giả kim thân kia phương bình thấy thế thì vẻ mặt ảo não ngài không thể để lại cho ta sao điền mục cũng mặc kệ hắn cũng không dừng lại nhanh chóng nói người cũng giết rồi chúng ta đi trước phương tiểu tử loại chuyện này lần sau đừng làm chúng ta không có ý kiến giết cường giả tà giáo nhưng đó là chuyện của chúng ta một võ giả tứ phẩm nho nhỏ như ngươi, bớt xen vào những chuyện này đi. Trương Định Nam cũng không phải thứ tốt lành gì, thật sự cho rằng chúng ta không biết hắn nghĩ cái gì. Nhưng cũng chính vì chuyện của tà giáo nên chúng tôi mới dính vào, bằng không, quỷ mới để ý đến hắn. Không phải chúng ta không muốn ra tay, là không thể, chúng ta còn phải chấn thủ ở địa quật, không thể tùy ý ra ngoài, một khi xảy ra chuyện, phiền phức sẽ lớn hơn nữa. Hơn nữa võ giả tà giáo đôi khi rất khó đánh chết, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng sẽ không tùy ý ra tay, giống như lần này, thật sự bị ra hỏa này chạy vào nội thành, sẽ chết bao nhiêu người. Thay vì để những người điên này đồ sát người bình thường, còn không bằng để đối phương giao thủ lúc địa quật mở ra, khi đó là võ giả chiến đấu. Trương Định Nam không muốn người Nam Giang chết quá nhiều, nhưng hắn cũng không nghĩ, ở nơi khác, người khác chết, hắn không thấy đuối lý sao. Chuyện tà giáo, mọi người đều biết, lần này Trương Định Nam có phiền phức, thiếu chút nữa hủy hoại kiến an, Tổng đốc Nam Hồ không tìm Trương Định Nam liều mạng ta cũng không tin. Chúng ta rút lui trước, phiền phức cũng là Trương Định Nam, để bọn họ đánh tới. Lúc nói lời này, Điền Mục không hề cố kỵ sự tồn tại của mấy người bên cạnh. Hoặc là nói, chính là nói cho bọn họ nghe, Tổng đốc Nam Hồ muốn bới móc, đừng tới tìm chúng ta, tìm Trương Định Nam. Việc này, toàn bộ là trách nhiệm của Trương Định Nam. Trương Vũ Cường trầm mặc không nói, hai vị cao tầng Kiến An bên cạnh cũng không nói gì việc này bọn họ nhất định sẽ báo cáo. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, 78 vị cường giả cao phẩm đại chiến ở Kiến An, bây giờ Tổng đốc Nam Hồ đã tới, rất nhanh sẽ tới. Điền Mục không quan tâm nhiều như vậy, nói xong, khiêng thi thể bay lên không. Khấu biên cương hướng mọi người cười cười, cũng rời đi theo. Giờ phút này trên người Trần Diệu Đình còn có một ít thương thế, liếc Phương Bình một cái, giống như cười mà không phải cười nói, Phương Bình, Vân Hy nên trở về Ma Vũ, Tổng đốc Nam Hồ sắp tới, ta không tiện ở lâu, lần sau, gặp lại, chính ngươi cẩn thận một chút. Dứt lời, Trần Diệu Đình cũng đạp không mà đi, Phương Bình ngượng ngùng, cùng lắm thì không đi kinh nam là được, lần sau đi, vậy ta cũng phải thành tông sư lại đi, hai ta ai đánh ai khó mà nói. Những cường giả này đến vô ảnh đi vô tung, hiện tại vì để tránh phiền phức, nhao nhao chạy trốn. Ngay cả lưu phá lỗ cũng vội vàng nói, ta cũng đi trước, yên tâm, tiếp theo một đường an toàn, hiện tại cường giả đều đang chú ý, đại chiến đã khiến cho cường giả các nơi chú ý giờ phút này cường giả tà giáo đi ra bao nhiêu chết bấy nhiêu trừ phi thật sự không muốn sống nữa nguyện ý lấy mạng của mình đổi lấy mạng của phương bình bỏ lại lời này lưu phá lỗ cũng chạy mất đánh kiến an thành như vậy trước đó cũng không thông báo một tiếng coi như là vì chuyện tà giáo bọn họ cũng không muốn thay trương định nam gánh vạc phương bình vừa nhìn thấy tình huống này bỗng nhiên ý thức được phiền phức không có vội vã chạy trốn suy nghĩ một chút muốn hỏi, Trương Đại Ca, vị tài xế trước đó kia. Trương Vũ Hượng lắc đầu nói, Lão Trần trước đó đã mắc bệnh nan y, việc này hắn biết, ta đã nói với hắn, yên tâm đi, hậu sự và trong nhà ta đều sẽ xử lý tốt. Phương Bình cũng không biết nên nói cái gì, nhưng mà dù sao cũng không phải là người thân cận của mình, Phương Bình không nói gì nữa. Chờ cảm nhận được một cỗ năng lượng khổng lồ truyền đến, Phương Bình vội vàng nói, Trương Đại Ca, quay đầu lại đem đao của ta đến, ta cũng đi về trước. Trở về trương vũ cố gắng há hốc mồm nói ngươi ngươi về đâu ma vũ phương lão đệ cái này không phải đã chuẩn bị xong mọi chuyện rồi sao giết ba cao phẩm chắc cũng bắt được người muốn tìm rồi chứ ta đi nữa cũng vô dụng nhưng mà chuyện của ma vũ khụ khụ chuyện đó để sau nói không phải còn chưa mở ra sao ta đi trước nhớ kỹ nha đao sớm đưa tới một chút nếu không ta sẽ mang theo bọn điền sư huynh đi đòi nợ bỏ lại lời này Phương Bình lôi Lý lão đầu còn đang xem kịch liền chạy. Lão đầu tử choáng váng rồi, còn xem kịch, lại xem tiếp, tổng đốc Nam Hồ muốn đem chúng ta chặt thành tám mảnh. Lý lão đầu không thèm để ý, không hài lòng nói, chạy cái gì, cũng không phải chúng ta làm, nói ra vẫn là ta cứu Kiến An, ta muốn xem Trương Định Nam và đối phương có thể đánh nhau hay không, hai tổng đốc đánh nhau rất thú vị. Trương Định Nam không có ở đây, ai nói không ở đây? Lý lão đầu cười nhạo nói, vừa mới tới, trốn đây vậy càng phải chạy hai đại tông sư đánh nhau chúng ta xem náo nhiệt gì phương bình cũng không lưu lại việc này nói đến chính mình cũng chạy không được đương nhiên mấu chốt không ở đây mấu chốt là mấy vị tông sư không ai muốn chiến lợi phẩm a phương bình trong lòng vụng trộm vui vẻ mấy đại tông sư chạy nhanh không ai nhớ rõ đây không phải tiện nghi cho mình sao mặc dù đồ vật ở chỗ lý lão đầu nhưng lý lão đầu hẳn là không có ý tứ tham ô chiến lợi phẩm của mình chương 321, đánh các người khóc. Lúc đêm khuya, Phương Bình cùng Lý Lão Đầu cuối cùng cũng về tới Ma Vũ. Về phần Nam Giang bên kia, Phương Bình không đi, bằng không trương định Nam mở miệng, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Bây giờ vừa hay, sự việc dừng ở đây, Trương Định Nam cũng không tiện nhắc lại tình nghĩa quê hương với hắn nữa. Coi như cũng được, lần này ra ngoài một chuyến giết một vị bát phẩm kim thân, hai đại thất phẩm, không phải người bình thường có thể làm được. Lý lão đầu mắt điếc tai ngơ, quen thuộc là tốt rồi hắn người còn không biết xấu hổ nói người giết bát phẩm là do ta giết lý lão đầu suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn nói một câu phương bình hiểu rõ nói ta hiểu ngài giết bát phẩm ta giết hai thất phẩm hai người tự vui không coi ai ra gì phương bình nói xong bổ sung cho nên hai thất phẩm chiến lợi phẩm là của ta ngài nói đúng không bát phẩm bị người ta mang đi lý lão đầu nói hắn giết bát phẩm đó là đi dù sao cũng không có nợ nần tranh chấp sắc mặt lý lão đầu biến thành màu đen thì ra là đang chờ ở đây. Quay đầu lại đưa qua cho người ta. Lão sư, cái này không cần thiết chứ? Mấy vị tông sư trướng mắt những thứ này, bằng không sớm cầm đi, nếu thật có đồ tốt, ngài cảm thấy bọn họ sẽ hỏi cũng không hỏi. Mấy vị tông sư rõ ràng không có ý định muốn. Võ giả tà giáo, thật ra đều là quỷ nghèo, dù đối phương thật nắm giữ một cửa vào địa quật, cũng là quỷ nghèo, một đám người lén lút, có thể có bao nhiêu tài phú. Ngược lại lần này tông sư tham chiến đều có thế lực cung dưỡng thật đúng là chưa hẳn để ý chút đồ này. Lý lão đầu trầm ngâm một lát nói, vậy cũng phải làm bộ một chút, sai người đưa qua, nếu không. Lão sư, muốn đâu, đưa tới cửa, thuận tay liền nhận lấy, còn có thể lui trở về. Cũng đúng, vậy, lão Lý lại trầm ngâm lần nữa, dày mà người khác đi qua, đại khái là sẽ không cần, tâm tủy vẫn là đưa qua đi, lưu lão dễ nói, mấu chốt là bên hiệu trưởng Trần. Phương Bình không nói hai lời, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh được kết nối, Trần Vân Hy có chút mơ hồ nói, Phương Bình. Ừm, um, là ta, người có ở nhà không? Ừm, um, Gia Gia của ngươi đã trở lại rồi sao? Gia Gia, Gia Gia đã ra ngoài chưa? Ngươi nói với hiệu trưởng Trần một tiếng, ta tìm được một viên tâm tủy, có cần cắt một nửa đưa qua cho ông ấy không? Lý lão đầu ở bên cạnh trợn trắng mắt, tiểu tử ngươi được lắm. Nếu Trần Diệu Đình không biết xấu hổ muốn, vậy mới thật sự gặp quỷ. Thái một nửa đưa qua, ngươi cắt được sao? Bên này, Ông Lý đang nghĩ ngợi, bên kia điện thoại có người cười nhạt nói, muốn, người cắt một nửa đưa tới, nếu không có, ta sẽ đích thân tìm người đòi. Phương Bình cầm điện thoại di động nửa ngày cũng không nói ra lời. Trần Vân Hy hiển nhiên là đang ngủ, lão già hiệu trưởng Trần cứ như vậy xông vào khuê phòng của cháu gái nghe trộm, không biết xấu hổ sao. Nghe lén coi như xong, thế mà còn trả lời. Lý lão đầu cũng nghẹn sắc mặt có chút phát tím, lần này gặp nạn rồi. Cái này, cái kia, được rồi, ta không cần nữa, đều đưa tới cho ngài. Phương Bình bất đắc dĩ, ta nhận thua. Không, ta chỉ cần nửa viên của ta, nếu ngươi không lấy ra được nửa viên, việc này không tính xong. Trần Diệu Đình hừ nhẹ một tiếng, trước kia lão đầu tử còn rất xem trọng ngươi, lúc trước ở Kinh Đô lần đầu tiên nhìn thấy Phương Bình, cảm thấy Phương Bình là một thiên kiêu có thể bồi dưỡng. Ai biết, tiểu vương bát đàn này, lại dám vơ vét tài sản của mình. Lúc trước Trần Diệu Đình rất ngây ngốc, cháu gái mình đi ma vũ, Cháu gái là thiên tài, đó là ma vũ kiếm lời. Kết quả thì hay rồi, Phương Bình lại buộc mình phải tài trợ phí. Không có cho tài trợ phí, đồ hỗn đản này, thế mà để cho cháu gái của mình dẫn đội đến đánh Kinh Nam Võ Đại, các học sinh Kinh Nam Võ Đại đều đau đầu muốn nứt. Ai mà không biết, lão hiệu trưởng chỉ có một đứa cháu gái như vậy. Đánh cháu trai hắn cũng không sao, người đánh cháu gái hắn, hiệu trưởng sẽ ghi thù. Chuyện tài trợ không nói, chuyện cháu gái dẫn đội đến Kinh Nam không nói chỉ nói chuyện chiến lợi phẩm, không cho thì thôi, Trần Diệu Đình thật đúng là không có chuẩn bị muốn lấy, nhưng Phương Bình lại muốn lộ ra mình cao lớn, không tham ô chút nào, không gọi điện thoại cho mình, cố ý gọi điện thoại cho cháu gái, tiểu tử này gian hoạt như quỷ, nên không chuẩn bị cho. Hiện tại, không phải là chuyện chiến lợi phẩm, nghe ngữ khí Phương Bình, không ít lần khi dễ cháu gái của mình. Trần Diệu Đình quyết định, phải làm chỗ dựa cho cháu gái. Phương Bình bất đắc dĩ nói, "Được, vậy ta đưa cho ngài nửa viên." Ngươi nói được ta chết rồi trần diệu đình trực tiếp cúp điện thoại phương bình im lặng thở dài nói thật là một hạt không cần cũng không phải là nửa hạt lý lão đầu liếc mắt sau một lúc lâu mới cân nhắc nói tâm tủy là do cường giả cửu phẩm đề luyện ra nhìn giống đan dược trên thực tế không phải đương nhiên cũng là dùng vào miệng liền tan nhớ kỹ là cửa vào tức hóa thế nhưng không cửa vào muốn tách ra chỉ có cửu phẩm cường giả có thể làm được nói cách khác người muốn đưa nửa viên qua nhớ tìm cửu phẩm hỗ trợ phương bình trong nháy mắt ngậm miệng bỗng nhiên có chút cảm giác mệt mỏi trần lão đầu thật là hẹp hòi ta cũng nhận thua toàn bộ cho ngươi ngươi còn không vui làm gì chứ ôi phương bình thở dài không còn hào hứng bất đắc dĩ nói để sau rồi nói ở ma vũ ta không đi ra ngoài hắn cũng không tới được chắc sẽ không tới đòi tiền đâu nhỉ cái này cũng khó nói thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa nếu thật sự đòi nợ ma vũ cũng sẽ không ngăn cản Lão sư, đừng tìm ta, ta mới lục phẩm, nhưng ngài nói ngài có thể giết bát phẩm, ta nói rồi sao, ngài vừa nói ngài giết bát phẩm, người nghe nhầm rồi, ta đi trước, đồ vật thả ở chỗ ta trước, quay lại rồi nói. Lý lão đầu đi rồi, bước đi rất nhanh, ngày 17 tháng 10 ngày 1 ngày một nghìn, vùng ngoại ô Kiến An xảy ra đại chiến. Đây là lần đầu tiên cường giả đỉnh cấp đại chiến xảy ra trước mặt người bình thường. Trước đó, cho dù có cường giả đại chiến, địa điểm cũng phần lớn là rừng sâu núi thẳm, trước đó vây quét cường giả tà giáo, cũng đều sẽ cân nhắc an nguy của người bình thường, rất ít xuất hiện loại tình huống này. Hơn nữa mấy năm trước, mạng lưới không phát triển, bây giờ đã là tháng 10 năm 2009, điện thoại thông minh cũng đã bắt đầu xuất hiện. Ban đêm, cuộc chiến của mấy cường giả quá bắt mắt, không ít người quay được video và ảnh chụp. Mà một lời đồ thành mà những cường giả tà giáo kia nói, cũng được công bố ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Người của tà giáo đều kêu đánh, mà người bình thường cũng có rất nhiều cảm giác nguy cơ, loại cường giả đỉnh cấp này, động một tí nói ra lời đồ thành, lấy uy thế ngày đó song phương giao chiến, rất nhiều người không chút nghi ngờ, đối phương thật có thể làm được. Hơn nữa dưới loại tình huống này, ngoại trừ cường giả có thể chống lại, vũ khí hiện đại hóa tác dụng không lớn. Đối phương ở gần Kiến An, chẳng lẽ dựa vào bắn đạn đạo chế tài đối phương? Cường giả võ đạo cường đại đến mức này, cũng làm cho vô số người rung động lần nữa nhất là khi một số kẻ to gan lớn mật thừa dịp phong tỏa lơi lỏng xông vào chiến trường để lại chụp một số ảnh chụp càng làm người ta chấn động và mong mỏi tam đại kim thân cường giả còn tốt nhưng mấy vị thất phẩm cường giả chiến đấu không bận tâm nhiều dưới sinh tử chi chiến mặt đất dạn nứt kiến trúc sụp đổ phạm vi mấy trăm mét địa giới giờ phút này đã tạo thành một cái hồ nhỏ cường giả có thể thay trời đổi đất trong một ngày vô số người hạ quyết tâm vô luận kết quả như thế nào cũng phải đi con đường võ đạo một lần dù là người trung niên, cũng có không ít người quyết định chú ý, báo danh lớp huấn luyện võ đạo. Quá cường đại, mà giờ khắc này, trận chiến nhất phẩm trăm người vừa mới kết thúc cũng càng thêm hấp dẫn người ta chú ý. Ngày 17 tháng 10, vòng bán kết của vòng bán kết nhất phẩm Bách Cường kết thúc, danh sách nhất phẩm Bách Cường ra lò. Trên mạng bàn tán sôi nổi, chính phủ cũng nhân cơ hội dẫn dắt, khuếch đại tà giáo làm ác hóa, công bố với mọi người. Đem tà giáo, trở thành kẻ địch lớn nhất của nhân loại, là sách lược tạm thời của chính phủ. Vừa có thể khiến người bình thường biết chúng ta có kẻ địch, cũng có thể để mọi người thích ứng võ đạo máu tanh, càng sẽ không tạo thành khủng hoảng lớn. Võ giả tà giáo dù sao cũng là số ít, thực lực cũng không tính là quá mạnh, còn đang nằm trong khống chế của nhân loại. Không giống với địa quật, đó là tồn tại nhân loại không thể địch. Công bố sự tồn tại của loại kẻ địch này, hiện tại thời cơ chưa tới, dễ gây nên khủng hoảng phạm vi lớn, dân chúng vô tâm làm việc, vô tâm làm việc kinh tế sụp đổ, vậy làm sao cung cấp nuôi dưỡng nhiều võ giả và quân đội như vậy? Không phải vạn bất đắc dĩ, loại kẻ địch có thể diệt tuyệt nhân loại này, đều tốt nhất bị giấu giếm xuống. Chính tà chi chiến, với tư cách là người tham dự, Phương Bình không quá để ý. Điều khiến hắn thật sự cảm thấy hứng thú vẫn là chuyện của Trương Định Nam và Tổng đốc Nam Hồ. Sau nhiều lần nghe ngóng, Phương Bình cũng biết một ít chuyện đã xảy ra. Trong ký túc xá, Phương Bình cười ha hả nói, Trương Tổng đốc không bị đánh, điện thoại gọi cho vương kim dương là nhân vật tai to mặt lớn của thế hệ trẻ ở nam giang vương kim dương vẫn biết một số việc làm sao có thể vương kim dương bật cười nói tổng đốc nam hồ cho dù có lòng muốn đánh người cũng sẽ không ra tay thật nhưng vẫn báo lên trung ương lần này trương tổng đốc nói như thế nào nhỉ đại khái cũng sẽ không có chuyện gì dù sao thì kiến an cũng không xảy ra chuyện gì ngược lại còn chém giết ba đại cao phẩm của tà giáo nhưng mà Quả thực có chút phạm vào kỵ quý, có thể sẽ bị miệng cảnh cáo vài câu. Không thú vị, vậy còn không phải tương đương với không có việc gì. Tất nhiên rồi, hiện giờ địa quật Nam Giang sắp mở ra, nói thật, nếu thật sự đánh nát kiến an, cũng sẽ không sao cả, bên Nam Giang này còn chờ trương tổng đốc suốt lực đấy. Vương Kim Dương khẽ thở dài, đừng trách hắn, có lẽ ngươi cảm thấy hắn tính kế ngươi, mặc dù không cưỡng chế ngươi, cũng coi như dùng đại nghĩa uy hiếp ngươi. Nhưng đổi lại là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ làm như vậy trương tổng đốc hiện tại cũng không quan tâm người khác nghĩ như thế nào hắn biết ý ta nói không phương bình trầm giọng nói không đến mức như vậy chứ cho dù địa quật mở ra hắn làm tổng đốc hắn chuẩn bị nhóm đầu tiên đi vào được rồi việc này nhiều lời vô ích vương kim dương không nói thêm gì nữa nhưng cũng coi như giải thích cho trương định nam một câu địa quật mở ra nhóm võ giả đầu tiên tiến vào nguy hiểm nhất cực kỳ nguy hiểm càng là cường giả càng nguy hiểm bởi vì nhóm cường giả đầu tiên tiến vào, là tất nhiên sẽ bị cường giả địa quật nhầm vào, một khi bên trong cường giả quá nhiều, có lẽ chống đỡ không đến nhóm thứ hai tiến vào, liền sẽ chết trận. Mỗi lần địa quật mở ra, nhóm người đầu tiên đi vào, còn sống không có mấy người. Không phải là không muốn cùng nhau tiến vào, nhưng địa quật mở ra, thông đạo cũng không phải quá ổn định, cường giả nhiều, dẫn tới phản ứng dây chuyền của thông đạo, có thể sẽ sụp đổ. Suy sụp vĩnh viễn thì thôi, nhưng thông đạo sẽ tiếp tục mở ra, điều này cũng tạo thành các cường giả không thể không chia nhóm tiến vào phương bình nghe vậy cũng không nói gì nữa vị tông sư tổng đốc trương định nam này ôm lòng quyết tử tham chiến hiện tại đắc tội với một số người thì sao chứ hắn biết phương bình chưa chắc đã thoải mái nhưng hắn không quan tâm phương bình hiện tại còn không có tư cách tìm hắn gây phiền phức chờ có tư cách hắn còn sống lại nói giống như lần này trên mặt đất nam hồ xảy ra đại chiến tổng đốc nam hồ khẳng định khó chịu nhưng khó chịu cũng không có biện pháp Phương Bình thở hắt ra, đem việc này để qua một bên, cười nói: "Vương Ca, gần đây tiến độ tu luyện như thế nào? Nhanh ngũ phẩm đi, vẫn chưa, không vội, vẫn là tứ phẩm đỉnh phong." Phương Bình biết rõ còn hỏi, cười cười nói: "Vương Ca, cảnh giới tứ phẩm cũng đã một năm, cảm thấy người có chút lười biếng, là không có áp lực. Ngươi muốn nói cái gì? Không có gì. Mấy ngày hôm trước đột phá tứ phẩm cao đoạn, ta nghĩ còn có một hai tháng nữa ta sẽ có thể đến tứ phẩm đỉnh phong, đến lúc đó cùng cảnh giới với Vương Ca." hai huynh đệ ta có cơ hội luận bàn một chút không? Đối diện đại khái trầm mặc một hai giây, Vương Kim Dương chậm rãi nói, không tệ, luận bàn không vội, giao lưu thi đấu cuối năm, địa quật không mở, ta nhất định sẽ đến, yên tâm. Phương Bình nóng lòng muốn thử, cười hắc hắc nói, Vương ca, mở cũng không sao, chỉ hoãn một ít thời gian là được, mà Vũ sẽ đề nghị kéo dài thời hạn. Như vậy là tốt nhất, Vương ca, nếu thật sự muốn mở, hai ta đi địa quật một vòng, nhìn xem ai giết cường giả mạnh hơn rất tự tin không có cách nào ai hiện tại ta đang ở ma vũ vô địch trong học sinh rất tịch mịch yên tâm ngươi rất nhanh sẽ không tịch mịch phương bình kiềm chế một chút làm người vỡ lòng võ đạo của ngươi ta cảm thấy ta nên dạy ngươi chút gì đó phương bình vẫn tươi cười như trước đáp vương ca hẳn là biết tâm tư của ta ngươi là nửa sư phụ của ta nhưng hai chúng ta là bạn cùng lứa tuổi một thế hệ võ vô đệ nhị siêu việt người khác kỳ thật ta thật không có gì để đắc ý chỉ có vương ca ta chờ mong đã lâu so với đám người lý hàn tùng vương ca mới là mục tiêu của ta bọn họ không tính là gì vậy thì rửa mắt mà đợi vương kim dương cười nhanh chóng cúp điện thoại chờ cúp điện thoại vương kim dương khẽ cười nói tiểu tử này rất bành trướng tứ phẩm cao đoạn nhẹ nhàng gõ gõ bàn vương kim dương lẩm bẩm nói thật sự muốn lật thuyền trong mương ngã ở trên đầu hắn cũng không còn mặt mũi gặp người phương bình võ đạo vỡ lòng là do hắn mở ra lúc hắn là tam phẩm phương bình vừa mới tiếp xúc võ đạo không được mấy ngày hắn tứ phẩm rồi phương bình cũng mới nhất phẩm chỉ trong chớp mắt phương bình tứ phẩm cao đoạn hắn tứ phẩm đỉnh phong không có mặt mũi a à. về phương diện phẩm cấp thì không nói hắn một năm thời gian từ sơ nhập tứ phẩm đến tứ phẩm đỉnh phong tốc độ này ai cũng không có cách nào nói một chữ chậm thế nhưng thật sự bị phương bình đánh bại vậy còn có thể mặt mũi gặp người khí huyết vô hạn cốt tủy biến dị tinh thần mạnh mẽ không chê vào đâu được không hắn vẫn luôn có một khuyết điểm bởi vì thiếu thời gian nên không thể bù đắp vương kim dương hơi nhíu mày phương bình có thiếu sót chỗ thiếu hụt lớn nhất là ở chỗ cường độ đơn thể của hắn không đủ lớn hắn ở cảnh giới tam phẩm đỉnh phong miến cưỡng bù lại chỗ thiếu hụt này lại bởi vì tiến vào tứ phẩm quá nhanh bây giờ càng tiến vào tứ phẩm cao đoạn chỗ thiếu hụt này lại hiện ra mà vương kim dương ở cảnh giới tứ phẩm một năm mặc dù cũng không phải quá dài nhưng so với Phương Bình thì dài hơn nhiều. Đối phó hắn, kéo dài chiến tranh sẽ chỉ có chính mình. vương Kim Dương nói mê vài câu, cuối cùng có chút bật cười, từng có lúc, mình sẽ nghĩ tới, có một ngày, sẽ cân nhắc đánh bại Phương Bình như thế nào. Trước đó rất nhiều người đều nói, Phương Bình và tạ lỗi sẽ có một trận chiến trong số mệnh. Hai võ giả ba lần tôi cốt, nhất định sẽ giao thủ. Mà kết quả giao thủ là, Phương Bình nhẹ nhàng lấy tạ lỗi, gần như không hề khó khăn mà trên thực tế chân chính cùng phương bình tất có một trận chiến là vương kim dương hắn lần này không chiến lần sau cũng sẽ hắn là lão sư vỡ lòng võ đạo của phương bình trên thực tế cũng là một tấm chắn tâm lý của phương bình đúng như phương bình nói tất cả mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị phương bình đuổi kịp và vượt qua những người khác một ngày không đuổi kịp và vượt qua vương kim dương hắn thì không được xưng là đệ nhất đương đại phương bình muốn trở thành cường giả vô địch Vương Kim Dương hắn cũng muốn. Đâu chỉ người ta, Lý Hàn Tùng cũng muốn, Diêu Thành Quân cũng muốn, một khi cuối năm, trường quân đội cũng có thể gia nhập, vậy thì càng thú vị. Vương Kim Dương mỉm cười, hiện giờ trong số học sinh còn đang ở trường, bốn người bọn họ là mạnh nhất. Có lẽ còn có cường giả tứ phẩm cao đoạn thậm chí đỉnh phong khác, nhưng những người đó nhất định không phải mục tiêu của bọn họ. Thú vị, tự nhủ một hồi, Vương Kim Dương hoạt động gân cốt một chút, đứng dậy đi ra ngoài, nên làm chút chuẩn bị. Cùng một thời gian, ma vũ, Phương Bình bắt chéo chân, hít mắt cười nói, chỉ sợ đều muốn miểu sát ta, một chiêu bạo phát không đủ mạnh đúng không? Lý lão đầu một kiếm miểu bát phẩm, học xong rồi, còn sợ các người miểu sát ta, chém các người khóc. chương 322, Bình loạn đao, ngày 19 tháng 10, trương định nam đao, trương vũ cường tự mình hộ tống, đưa đến ma vũ. Không phải loại hình như quan đao mà Phương Bình thường dùng, đây là một thanh trảm mã đao. Trảm mã đao không rộng như đao quan, giống như đao của võ sĩ Nhật Bản, đương nhiên lịch sử của trảm mã đao lâu đời hơn nhiều, bắt nguồn từ triều Hán. Thanh đao của Trương Định Nam dài 40cm, lưỡi đao dài 80cm. Một thước hai dài, trong trảm mã đao không tính là quá dài, nhưng cũng không tính là ngắn, đây cũng là Trương Định Nam đặc chế cho hắn. Phương Bình gặp qua rất nhiều binh khí, đao thương kiếm kích, đủ loại đẳng cấp. Nhưng khi nhìn thấy thanh trảm mã đao này, Phương Bình lần đầu tiên có cảm nhận rõ ràng, đây là một thanh thần binh khác với trường kiếm của lý lão đầu nội liếm đao của trương định nam bộc lộ sự sắc bén cách một khoảng cách phương bình đều cảm nhận được sự lạnh lẽo đao vẫn chưa ra khỏi vỏ thanh đao này phối với, với vỏ đao dựa theo cách nói của trương vũ cường vỏ đao không phải dùng kim loại chế tạo mà là da của yêu thú cao phẩm chế tạo cao phẩm da thú kỳ thật đều có công năng liếm tức nhất định giống như lúc trước giảo hoạt thu liếm khí tức phương bình hầu như không hề phát hiện Mặc dù sau khi chết, loại công hiệu này giảm nhiều, nhưng vẫn như cũng đưa đến tác dụng nhất định. Nhưng mà, cách vỏ đao, Phương Bình đã cảm nhận được phong mang tất lộ, cảm nhận được sát khí sôi trào, cảm nhận được huyết khí trùng thiên. Đao tốt, Phương Bình còn chưa có tiếp nhận, cũng không khỏi tán thưởng một tiếng. Nếu như nói, trước đó hắn dùng qua mấy thanh đao là vật chết chế tạo trên dây truyền sản xuất, Trương Định Nam đao kia còn chưa lấy được, liền có thể cảm giác được, phảng phất được giao phó linh hồn, sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại để chế tạo binh khí càng đơn giản hơn, nhưng cũng làm cho binh khí thiếu đi vài phần linh tính. Mà đao của Trương Định Nam thì linh tính 10 phần, cũng không đơn giản là bởi vì nhân công chế tạo mà thành, nguyên nhân lớn hơn còn là vì Trương Định Nam tinh khí thần dưỡng đao nhiều năm. Trương Vũ Cường thấy Phương Bình vui mừng, khẽ cười nói: "Là hảo đao, cây đao này giết qua cao phẩm." Phương Bình đồng tử hơi co lại, tổng đốc tiến vào cảnh giới ngũ phẩm, hao phí toàn bộ tài sản, còn mượn không ít tiền lúc này mới mời người chế tạo thanh đáng khấu đao này, sau đó, lăn lộn tứ phương, giết chóc vô số, ngày đó bước vào cảnh giới tông sư, từng lấy cao phẩm huyết tế đao, cũng coi là phong đao. Binh khí vô dụng đối với tông sư sao? Cũng không phải, trương vũ cưỡng ép lắc đầu nói, cường giả tông sư cảnh cũng có thể tiếp tục nuôi dưỡng binh khí, chỉ là cần đúc lại đao này, tổng đốc không nỡ cũng không muốn. Cường giả tông sư, tinh huyết hợp nhất, binh khí hợp kim bình thường đã không còn áp dụng được nữa. Phương Bình khẽ gật đầu, Trường Vũ Cường hai tay nâng đao, sắc mặt trịnh trọng nói, Phương Bình, hy vọng ngươi không bôi nhỏ khấu đao, ngày hôm trước đi Nam Giang, ngươi suy nghĩ như thế nào, đều đã trở thành quá khứ, đao, bây giờ là của ngươi. Phương Bình cười nói, đó là đương nhiên, bảo đao xứng anh hùng, đáng khấu đao đến trong tay ta, tự nhiên sẽ không bị nhục nhã. Nói xong, Phương Bình tiếp nhận đáng khấu đao, trong tay hơi trầm xuống. Đao không tính quá nặng, 40 cân mà thôi, nhưng lúc này cầm ở trong tay, lại cảm giác cực kỳ nặng nề tay phải phương bình cầm chuôi đao rút ra bên ngoài rút đao không một tiếng động nhiệt độ trong phòng giường như giảm xuống rất nhiều nhiều hơn một tia lạnh lẽo lưỡi đao cũng không phải sáng như tuyết ngược lại có chút đen nhánh càng giống như thủy tinh màu đen lóe ra một chút ánh sáng ngăn khấu đao phương bình lẩm bẩm một tiếng sau đó rất nhanh cười nói không về sau nó gọi là bình loạn đao bình loạn đao của phương bình ta trương vũ cố nén cười nhưng cũng không nói gì đao đến trong tay phương bình đó chính là của Phương Bình, hắn thích gọi như thế nào thì gọi như thế đó, điểm ấy ngược lại là không cần để ý. Phương Bình không nói gì thêm, cánh tay trong nháy mắt thô to hơn một chút, tiếp theo trên thân đao lóe lên lãnh mang, Phương Bình bổ ra một đao. Oanh, một tiếng nổ vang, vách tường văn phòng nhỏ tiếp đái, trong nháy mắt bị chém ra một cái lỗ lớn. Đao mang, không phải chỉ đơn thuần là khí huyết chi lực, mà là khí huyết chi lực chuyển hóa thành đao mang có lực sát thương càng lớn. Vù một trận tiếng xé gió chạy chạy chuyển đến, rất nhanh, đội tuần tra võ đạo xã đến. Thông qua cái lỗ lớn, nhân viên tuần tra võ đạo xã thấy được Phương Bình, hơi tỏ ra bất đắc dĩ, mở miệng nói, hộ trường, vách tường hủy hoại, phạt 100 vạn. Phương Bình lúc này không để ý, thuận miệng nói, biết rồi, các người tìm người đến bồi bổ. 100 vạn thì tính là gì? Giờ phút này, tâm tình Phương Bình cực kỳ vui vẻ. Đao trương định nam đặc chế, quả nhiên không giống bình thường, thích hợp với đao pháp Trương Định Nam sáng tạo phát huy thực lực hơn. Thanh đao này Trương Định Nam ngũ phẩm đang dùng, một số công pháp của hắn thật ra cũng là do cảnh giới ngũ phẩm mới sáng tạo ra. Thay vì nói là đao đang thích ứng với hắn, còn không bằng nói Trương Định Nam đang căn cứ vào thanh đao này, thay đổi công pháp của mình. Chảm đế thiên đao của Phương Bình cũng không tu luyện đến trình độ sâu bao nhiêu, chỉ là thô lỗ mà thôi, nhưng vừa mới một đao chém ra, đao mang chém ra xa mấy mét. Đao tốt, Phương Bình lần nữa cảm khái một tiếng, đây không phải là 40 cân hợp kim cấp A có thể đại biểu giá trị. Ngay cả hệ thống cũng công nhận giá trị của thanh đao này, vượt qua giá trị của chất liệu. 200 triệu, đây là khi hệ thống lấy được thanh đao này, giá trị tài phú mà hệ thống cho tăng lên. Hệ thống rất ít khi định giá vượt qua giá trị của chất liệu, mà thanh đao này làm được. Trương Định Nam dùng khí huyết chi lực ổn dưỡng nhiều năm, thậm chí tinh thần lực cũng ổn dưỡng nhiều năm, chất liệu của đao cũng có chút biến hóa. Xem ra ta phải từ bỏ đại đao, ngày đó Phương Bình lựa chọn loại đại đao như phượng chủy đao cùng quan đao, mục đích là ở chỗ binh khí đủ lớn, đủ nặng, đủ dài. Nhưng mà đến trung phẩm cảnh, không cần cố ý theo đuổi những thứ này. Chảm mã đao trong các loại đao không phải là rộng nhất, dài nhất cũng không phải nặng nhất, nhưng dùng được là tốt rồi. Hơn nữa loại đóng đao này cũng không tiện mang theo. trảm mã đao dài 1 mét 2 càng thích hợp mang theo một ít. Trương Đại ca, thay ta cảm ơn Tổng đốc. Phương Bình trên mặt lộ ra nụ cười, Trương Vũ Cường thấy hắn hài lòng, cũng nở nụ cười, đi theo khách sáo vài câu. Hai người hàn huyên một lát, Trương Vũ Cường không có tiếp tục dừng lại, rất nhanh rời đi. Mà Phương Bình thì là nhìn lướt qua số liệu của mình, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, giá trị tài phú, nhanh đến 10 ức. Tài phú 8 ức 9.000 vạn, khí huyết 2.000 thẻ, 2.250 thẻ cộng. Tinh thần 680 hách, 699 hách. Tôi cốt 177 khối, 100%, 29 khối, 130% cộng còn kém hơn một ước một chút. Nghĩ đến đây, Phương Bình vung đao vào vỏ, cất bước đi về phía hậu cần bộ. Bộ hậu cần, Phương Bình vào cửa liền nói, lão sư, hai đôi giày kia, bán cho bộ phận hậu cần, có thể cho bao nhiêu tiền. Đây chính là gia thú cao phẩm yêu thú chế tạo. Lý lão đầu cười tủm tỉm nói, một nghìn học phần, thế nào? Thấp như vậy, Phương Bình im lặng, không ngờ chỉ có một đôi 500 điểm. Nói nhảm, giày này, dùng mới được, dưới tình huống bình thường đều là định chế, hơn nữa người khác đi qua, những người khác cũng không quá ưa thích. Giày chế tạo từ gia thú cao phẩm, kỳ thật cũng không có ưu thế quá lớn. Đương nhiên, kiên nhẫn là một, còn có một điểm, tính truyền đạo khí huyết cũng mạnh hơn một chút, tóm lại, ưu điểm vẫn phải có. Chính ngươi không lưu một đôi, ta không mặc giày cho người khác xuyên qua, không thoải mái. Phương Bình lắc đầu, lại nói, lão sư, một nghìn điểm số quá thấp đi, dù sao cũng là cao phẩm yêu thú thật ra trường học thu hồi về có tác dụng không lớn, nên có, tất cả mọi người đều có, không có, cũng không đổi nổi. Dứt lời, Lý Lão đầu lại cười nói, dù sao nhặt được cũng không tốt, có thể lấy một chút cũng được, tiểu tử ngươi yêu cầu thật nhiều. Vậy cũng đúng, Phương Bình suy nghĩ một chút, cắn răng nói, vậy cũng được, nhưng mà ta không cần học phần, muốn tiền có được không? Được rồi, muốn tiền 2.000 vạn, một học phần một vạn. Phương Bình triệt để im lặng, được rồi, cho ta học phần đi sau này học phần lại đi bán, cũng giống như vậy. Lý lão đầu cũng không nhiều lời, rất nhanh cho Phương Bình chuyển 2.000 học phần, lần này, giá trị tài phú của Phương Bình đạt đến 9 ước 3.000 vạn. Học phần quay đầu đi võ đạo xã đổi thành tiền, vậy có thể đạt tới 9 ước 5.000 vạn. Còn kém 5.000 vạn, bán tâm tủy thì không sai biệt lắm, nhưng cái đồ chơi này. Trần lão ra từ lúc nào cũng có thể đòi nợ, Phương Bình có chút đau đầu, nhưng mà nghĩ đến hệ thống có lẽ sẽ thăng cấp. Trước mắt, lão gia tử cũng không lo được mình tìm mình phiền toái. Lão sư, tâm tủy ngài nói giá trị 5.000 vạn. Trường học không thu về, lý lão đầu lắc đầu nói, mấy vị tông sư trong trường học, hiệu trưởng qua giai đoạn này, hoàng lão quỷ cũng không cần cái này, lưu lão nếu muốn, lần trước liền cầm đi, cho nên người thật muốn bán, đi tìm tông sư khác chào hàng đi. Nói xong. Lý lão đầu trêu gẹo nói, ngươi không sợ người bán, trần lão tới tìm ngươi gây phiền toái sao. Không quản được nhiều, Phương Bình giờ phút này nào còn lo lắng những cái kia, cùng lắm thì sau đó hệ thống thăng cấp, chính mình lại nghĩ biện pháp, chính mình hiện tại thiếu chính là giá trị tài phú, tiền cũng không thiếu, thực sự không được, dùng tiền lại đi mua là được. Nói xong chuyện chiến lợi phẩm, Phương Bình liền không tiếp tục đề tài này nữa, cười tùm tìm nói, lão sư, lần trước ngài dùng kiếm pháp kia, dạy ta đi, hiện tại ta cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu loại đơn chiêu bộc phát cường đại này thôi. Đương nhiên, tốt nhất là đổi thành đao pháp, một đao chém ra, không nói chém thất phẩm, chảm lục phẩm là được. Chảm thất phẩm, Lý Lão đầu liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo một tiếng. trầm ngâm một lát, nghĩ một chút nói, học cũng vô dụng, cũng không sợ thành thật nói cho người biết, một chiêu này cũng không phải nói nghĩ ra liền ra, người thật cho rằng phẩm cấp vượt qua là đơn giản như vậy sao. Võ giả lục phẩm, học được một chiêu nửa thức là có thể chém giết bát phẩm. Một kiếm này của lão đầu tử ta, chuẩn bị thật lâu thật lâu, thật ra cũng không tính là chiêu thức gì, xúc thế lại xúc thế áp chế rồi áp chế không gián đoạn mà dùng khí huyết đi uẩn dưỡng đi nội liếm câu thông chờ đợi một khắc xuất kiếm ánh sáng chớp mắt mà thôi phương bình hơi nhướng mày nói kỳ thật ta cũng đoán được có phải còn muốn tinh khí thần hợp nhất trả giá rất lớn hay không lý lão đầu cười cười nói muốn vượt cấp chém giết trả giá một chút không phải là chuyện đương nhiên sao sẽ chết sao ngươi đoán xem phương bình khẽ cười nói ta không đoán ngài tốt nhất đừng dùng Thật ra ta cũng không phải là vì học kiếm chiêu, ta muốn học phương pháp xúc thế của ngài, học thuật bùng nổ của ngài, không ra thì thôi, suốt đao tất sát. Tinh hoa một chiêu kia của ngài, kỳ thật là ở chỗ này, về phần phải trả giá lớn mới có thể giết địch, ta không học. Hôm nay ta không phải đối thủ của hắn, không có nghĩa là ngày sau ta không phải đối thủ của hắn. Hiện tại trả giá thảm trọng, giết một cường địch, không đáng. Ngài nói có phải đạo lý này hay không? Ngài cho dù một kiếm giết một bát phẩm có thể thay đổi thế cục của địa quật sao? Nếu ta là ngài, giết thêm một võ giả ngũ lục phẩm, gặp phải cường giả, chạy trước, giết hắn ba năm trăm trung phẩm, chẳng lẽ không có lời hơn giết một cường giả? Những trung phẩm này, có lẽ không lâu sau sẽ xuất hiện cao phẩm. Lý lão đầu cười mà không nói, lý là như vậy, nhưng tiểu tử ngươi không rõ, đó đều là tương lai, giờ phút này, nhân loại và địa quật tranh lệch, ngay ở chiến lược cao phẩm. Nếu như có hy vọng tông sư cảnh, có lẽ, Hắn cũng sẽ nói như vậy với Phương Bình, hôm nay không phải là đối thủ của ngươi, ngày khác ta lại đến giết ngươi. Giết mấy trăm trung phẩm cũng là một dạng, đáng tiếc, trời cao không cho hắn cơ hội này. Không tiếp lời Phương Bình, Lý lão đầu trầm ngâm nói, phương pháp xúc thế và thuật bùng nổ, quả thật có, nhưng mà cái này cần một thanh binh khí tốt. Cái này như thế nào? Phương Bình đem đao trong tay đặt lên bàn, cười nói, bình loạn đao, hảo đao chân chính. Đã nhìn ra, Lý lão đầu cũng không ngoài ý muốn lại cười nói, mặt khác đừng sửa tên bậy, danh khí đáng khấu đao của Trương Định Nam cũng không nhỏ. Ngài cũng biết thanh đao này, biết, lão Lý cười nói, bước vào tông sư cảnh, vũ khí bọn họ dùng, xen vào giữa hư thật, không còn là binh khí hợp kim đơn thuần. Mà trước thất phẩm, dùng mới là binh khí chân chính. Loại binh khí này, kỳ thật cũng có bảng xếp hạng một vòng nhỏ lưu truyền, mọi người thường nói một ít binh khí phổ, thập đại thần binh, đều là chỉ cái này. Đương nhiên, xếp hạng cụ thể không có nhưng trong giới binh khí vẫn có tiếng tăm rất lớn giống như thanh đao của trương định nam sát nhân kiếm của hứa mạc phụ găng tay đẫm máu của đường sư tử đương nhiên nổi danh nhất vẫn là trường sinh kiếm của lão tử lão lý vẻ mặt đắc ý phương bình lại là không có cổ vũ vội vàng nói đại sư tử có binh khí nói nhảm lý lão đầu thấy hắn không cổ vũ có chút không hài lòng bất quá vẫn trả lời đường sư tử đương nhiên có binh khí huyết tinh quyền sáo của hắn danh khí cũng không nhỏ kỳ thật cũng cùng thực lực người sử dụng có quan hệ. Đường sư tử tuy rằng tinh khí thần không thể hợp nhất, nhưng danh hào cuồng sư cũng không phải thổi phồng ra. Lúc hắn dùng binh khí không nhiều, trước mắt không dùng binh khí, chủ yếu là bởi vì muốn ma luyện bản thân, đạt tới cảnh giới tinh khí thần hợp nhất. Chờ đến khi hắn phát cuồng, găng tay đẫm máu vừa ra, tiểu tử ngươi tốt nhất nên tránh xa bao nhiêu thì trốn bấy nhiêu. Cường giả lục phẩm đỉnh phong của Ma Vũ, người có danh tiếng lớn nhất trước mắt chính là hắn, lão sư của ngươi còn kém một chút được xưng là võ vô địch đó là nàng tự xưng mà thôi đánh một đường sư tử không phát cuồng còn được gặp đường sư tử phát cuồng lão sư của ngươi chưa chắc đã là đối thủ của hắn nhưng trước đó hắn đánh lục phẩm hình như cũng không phải quá mạnh lục phẩm lần trước truy sát ta hắn một quyền không thể đánh chết còn để cho người ta chạy lý lão đầu lắc đầu nói nếu không ngươi lục phẩm không yếu nếu không phải hắn không dùng toàn lực đương nhiên cũng có thể là bởi vì ngươi có chút vướng bận ai biết tình huống như thế nào, dù sao ngươi đừng có đi trêu chọc hắn. Bảng xếp hạng lục phẩm chưa ra mà thôi, nếu thật sự ra, đường sư tử có thể tiến vào top 10. Vậy ngài thì sao, ta, lý lão đầu nhẹ nhàng nói, thứ nhất, Phương Bình im lặng, suy nghĩ một chút nói, ta nói là, ngươi không cần dưới tình huống một kiếm kia của ngươi. Lý lão đầu biến sắc, không thèm để ý tới hắn. Không cần một kiếm kia, lão tử cũng khó tiến thêm một trăm. Thấy lý lão đầu không nói lời nào, Phương Bình lại nói, vậy lão sư của ta có thể đi vào bao nhiêu? Khoảng 30 vị trí đầu, căng hết cỡ vậy, yếu như vậy, Phương Bình vẻ mặt kinh ngạc, Lữ Phượng Nhu là người phải nhanh tông sư. Yếu, Lý Lão đầu hừ một tiếng, tức giận nói, người biết cái rắm lục phẩm đỉnh phong, có ba loại. Loại thứ nhất, bắt đầu tiếp xúc tinh thần lực, loại người này có thể xưng là lục phẩm đỉnh phong, điều kiện tiên quyết là phong bế tam tiêu chi môn. Thứ hai, tinh thần lực đạt đến tình trạng ngoại phóng. Thứ ba, dùng hợp tinh huyết, loại này mới xem như là cường giả đỉnh phong chân chính, thất phẩm ở trong tầm tay. Tinh thần lực của Lão Phụng Nhu không yếu, dù ở tầng thứ hai cũng rất mạnh, nhưng nàng không thể làm được tinh huyết hợp nhất, cho nên chân chính nói tới, thực lực cũng không phải quá cường đại. Đương nhiên, tinh thần lực của nàng rất mạnh, cho dù gặp phải cường giả hợp nhất, cũng chưa chắc thất bại. Đường sư tử cũng không đạt tới tinh huyết hợp nhất, theo lý thuyết kỳ thật là hơi yếu một chút, nhưng lực lượng khí huyết của đường sư tử rất mạnh, Chiến pháp cũng tu luyện đến một cái cảnh giới đỉnh phong, đoán thể thuật cũng tu luyện đến cực hạn, tuy rằng không bằng nửa bước kim thân của ta, nhưng so với thất phẩm tông sư nhục thân cũng không kém. Hắn và Lão Phộng Nhu thật sự muốn liều mạng, Lão Phộng Nhu có lẽ không phải đối thủ. Đại sư tử mạnh như vậy, phương bình nuốt nuốt nước miếng, ta không nhìn ra a. À. Nói như vậy, bây giờ mỗi ngày ta đều đi siếc đi dây. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tông sư cũng dám trêu chọc một chút, trêu chọc sư tử lớn, hình như cũng không có gì. Lý lão đầu thấy thế nở nụ cười, suy nghĩ một chút lại nói, bất quá cũng nói không tốt, bên trong địa quật, kỳ thật còn có không ít cường giả lục phẩm đỉnh phong, những người này sinh tử khó rõ, đây cũng là nguyên nhân bảng xếp hạng lục phẩm vẫn không xuất hiện. Đương nhiên, nếu như muốn ra, những gia hỏa mất tích này hẳn là sẽ không bị liệt kê ở trong đó. Phương Bình vừa định hỏi một chút về chuyện nửa bước kim thân, Lý lão đầu liền nói, phương pháp xúc thế và thuật bạo phát ta có thể dạy ngươi về phần phương pháp tu luyện nửa bước kim thân, đến lúc đó lại nói tiếp. Lý lão đầu không có ý định truyền tin, không có ý nghĩa. Nửa bước kim thân của hắn, đó là bởi vì thất phẩm vô vọng, hắn kiếm tẩu thiên phong, tự mình mân mê ra. Phương Bình thật muốn học, đối với việc ngưng tụ kim thân ngày sau có tai hại hay không, hắn cũng không biết. Về phần phương pháp xúc thế và thuật bộc phát, kỳ thật cũng là bí truyền của hắn, 10 năm qua, tông sư vô vọng, làm ra không ít chiến pháp thiên môn này, nhưng người bình thường học cũng vô dụng, ít nhất người không có binh khí gánh vác. Những bí thuật này so với chiến pháp tu luyện còn đơn giản hơn, huyết tiễn thuật của Lão Phụng Nhu nghiêm khắc mà nói cũng không tính là chiến pháp, mà là bí thuật. Lý Lão Đầu nói đơn giản một hồi, Phương Bình liền nhớ kỹ. Nhưng mà Lý Lão Đầu vẫn là dấu giếm, cũng có quan hệ với những gì Phương Bình nói, hắn không học phương pháp lấy mạng đổi mạng. Hai người một hỏi một đáp, thời gian lặng lẽ trôi qua. Cho đến khi Phương Bình ghi nhớ toàn bộ, sắc trời đã tối. Ngày mai chính là bách cường chiến, lão sư, vậy ta đi trước. Ừm, thanh kiếm kia của ngài, nếu không tặng cho ta đi, ta cảm thấy đao kiếm song tuyệt đối thích hợp với ta. Cút, Phương Bình cười ha hả xoay người rời đi, trong lòng lại âm thầm tính toán, có nên trộm thanh kiếm kia hay không? Lý lão đầu không có thanh kiếm kia, cũng chỉ là một võ giả lục phẩm đỉnh phong bình thường, nhàn rỗi không có việc gì giết cái gì mà thất bát phẩm, thật sự cho rằng thất bát phẩm bùn nhão sao? chương 323, thiên phú quá kém, đi võ đạo xã một chuyến, mang học phần đổi thành tiền, Lưu Mộng Giao cũng chưa nói cái gì. Võ đạo xã bây giờ, tiền mặt còn có không ít. Tuy phúc lợi vừa phát, cộng thêm miễn phí phát cho võ giả nhất phẩm một ít binh khí, võ đạo xã vẫn còn có gần 10 ức tài sản. Phát học phần vẫn là tiền mặt, ở Ma Vũ là tương đương. 9 ức 5 ngàn vạn, 6 ức 6 nghìn vạn tiền mặt, giờ phút này phương bình, tiền nhiều, giá trị của tài phú cũng nhiều, nhưng mà giờ phút này, Phương Bình không muốn dùng giá trị tài phú, ít nhất cũng phải chờ đến giá trị tài phú phá 10 ước mới được. Giữ lại giá trị tài phú, tiền mặt ngược lại có thể xài Nếu không lại ném thêm một chút vào công ty, hiện giờ, thời đại 3D đã mở ra gần một năm. Trên thị trường, một số máy thông minh cũng càng ngày càng phù hợp với hình tượng máy thông minh trong lòng Phương Bình. Đến năm sau, thời đại di động Internet đại khái chính thức đến. Lúc này, chiếm trước thị trường, độ khó không cao, Bỏ tiền ra là được. Phương Bình cần chỉ là giá trị tài phú, tiền mặt kỳ thật trợ giúp hắn không lớn, đương nhiên, trang bị gì đó vẫn là cần tiền mặt mua. Nhưng lúc này, bình loạn đao của hắn dùng đến lục phẩm đỉnh phong không có vấn đề. Còn có quan đao của ta, đây chính là hợp kim cấp B, cũng có thể bán, cũng là một khoản thu nhập xa xỉ. Phương Bình tính toán những thứ này, cũng không nóng nảy. Ngày mai tổ chức thi đấu top 100 ở trong trường. Hắn ra mặt hay không ra mặt đều giống nhau nhưng mà trước đó cha hắn gọi điện thoại tới, ngày mai cả nhà muốn tới Ma Đô, Phương Bình vẫn phải đi đón người. Ngày 20 tháng 10, thi đấu võ đạo nhất phẩm đình chiến mấy ngày, chính thức tiến vào top 100 bài danh chiến. Phương Bình không có đi xem, một ngày mới 5 trận, kết thúc còn sớm, có rất nhiều cơ hội. Chạm xe, Phương Bình nhận người nhà, chờ lên xe, Phương Bình liền nói, cha nên đi mua xe, học bằng lái, quay lại có thể tự mình lái xe tới, dù sao ngồi xe cũng không tiện lắm phương danh vinh lắc đầu nói thôi cũng không phải thường xuyên chạy khắp nơi dương thành cũng không lớn anh mua cho em đi em đi học bằng lái xe sau này lái xe đến ma đô phương viên vui vẻ đối với chuyện mua xe nàng vẫn cảm thấy rất hứng thú chính ngươi không có tiền nói với ta làm gì tiểu kim khố của ngươi bao nhiêu tiền phương viên lập tức sụ mặt vẻ mặt đau khổ nói ca chỗ của ta chỉ có mấy ngàn đồng tiền sao có thể mua được xe mấy ngàn Phương Bình giống như cười mà không phải cười nói, thật sao? Thật sự, ha ha, ha ha cũng là mấy ngàn, không tin thì thôi. Phương Bình im lặng, nhà đầu này thật có thể giấu, còn mấy ngàn, người cảm thấy ta tin ngươi. Nhưng cũng may nhà đầu này không biết, lần trước mình để lại cho nàng 200 vạn, bằng không đã sớm bay mất rồi. Không tiếp tục để ý tới nàng, Phương Bình vừa lái xe vừa nói, trước tiên đi trường học nhìn xem, sau đó ta dẫn các người đi đến căn nhà ta mua, nhưng mà còn chưa sửa sang xong hiện tại cũng không có người ở được phương danh vinh gật đầu suy nghĩ một chút rồi nói lần này ta đến có mang theo một ít đặc sản lão sư của ngươi có tiện đến bái phỏng một chút không đợi lát nữa ta sẽ hỏi thử phương danh vinh hơi căng thẳng nếu là trước kia hắn tới ma đô cũng chưa chắc dám nhắc tới chuyện bái phỏng lục phẩm cường giả nhưng dù sao cũng đã ở thành phố dương một thời gian mặc dù vẫn có chút khẩn trương nhưng người đến lễ nghĩa vẫn phải làm hết lão sư của ngươi bên kia có kiêng kỵ gì sao? Hẳn là không có, không đúng. Phương Bình nghĩ nghĩ lập tức nói, đừng nhắc đến chuyện nhi nữ, cũng đừng nhắc đến gia đình, dù sao không nói những chuyện này là được rồi, nói về những chuyện khác, đại khái cứ như vậy đi. Phương Bình vẫn dặn dò một câu, nhắc tới nữ nhi của Lữ Phượng Nhu, rất dễ dàng để cho Lữ Phượng Nhu nổi bão. Phương Danh Vinh nhớ kỹ việc này, cũng không hỏi kỹ nữa. Lý Ngọc Anh thì nhìn ra ngoài cửa sổ xe một hồi, đây là lần đầu tiên nàng tới thành phố lớn như Ma Đô, đối với việc lát nữa đi đến trường học nhi tử, cũng có chút thấp thỏm, sợ làm mất mặt con trai. Phương viên thì không có nhiều ý nghĩ như vậy, tràn đầy phấn khởi nói ca, người nói, nếu ta được lão sư người coi trọng, cứ muốn thu ta làm học sinh, có phải hay không có thể không cần lên cấp 3. Phương Bình liếc mắt, nhà đầu này lấy đâu ra tự tin. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong phạm vi, mình cũng không cần đánh chú ý vào máy kiểm tra tinh thần của lão phụng nhu, có thể cho kiểm tra đo lường phạm vi một chút. Ma Vũ, bởi vì tổ chức thi đấu khiêu chiến, giờ phút này Ma Vũ lộ ra rất náo nhiệt. Tuy rằng không mở ra toàn bộ với bên ngoài, nhưng Ma Vũ ngoại trừ những nơi như khu nam, khu ký túc xá, lịch sử giáo quán không mở ra đối ngoại, những nơi khác ngược lại không cấm du khách đặt chân. Đưa cha mẹ vào trường, chỉ riêng cổng trường đã khiến vợ chồng Phương Danh Vinh chấn động nửa ngày đợi đến khi nhìn thấy những người của đội tuần tra kia họ đều đeo binh khí hăng hái phương danh vinh cũng có chút sợ hãi nhưng phương danh vinh nhanh chóng cảm nhận được sự khác biệt chào xã trưởng chào chú gì các học viên ma vũ nhìn thấy phương bình nhào nhào ân cần thăm hỏi tuy rằng các tân sinh chỉ hận không thể tránh xa phương bình nhưng mà tất cả mọi người đều có nhãn lực lần này phương bình giống như mang theo người nhà đi tham quan trường học lúc này trốn hắn bị phương ma vương nhớ kỹ ngược lại không tốt phương bình cũng rất hài lòng nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần nhìn xem đây chính là hướng đi của lòng dân thuận tiện cũng nháy mắt xem xem ca ca ngươi quản toàn võ giả người chơi cái quái gì vậy phương huyên phồng lên không nói lời nào có cái gì để khoe khoang đi dạo một hồi trong trường học phương bình cũng gọi điện thoại cho lữ phượng nhu lữ phượng nhu ở nhà đối với việc cha mẹ phương bình tới muốn tới cửa bái phỏng cũng không có cực tuyệt rất nhanh Phương Bình cùng người nhà cùng nhau đi vào khu ký túc xá giáo viên. Biệt thự số 8, khi nhìn thấy Lữ Phượng Nhu, Phương Danh Vinh và Lý Ngọc Anh đều vô cùng câu nệ, cho dù là trong khuôn viên cũng có chút sợ hãi, không dám hổ nháo, bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn nghe lời. Lã Phượng Nhu chưa nói tới khách khí, nhưng cũng không phải rất lạnh nhạt. Gọi mọi người ngồi xuống, Phương Bình thì làm nhân viên phục vụ, bắt đầu bưng trà rót nước. Mấy người cũng không có đề tài chung gì, chủ yếu vẫn là nói về Phương Bình. Khi Lý Ngọc Anh lắp bắp hỏi thành tích học tập của Phương Bình như thế nào, có nghe lời hay không, Phương Bình có chút giở khóc giở cười. Mẹ đây là còn coi mình là tiểu hài tử, không tiếp tục nghe nữa, bọn Phương Bình hàn huyên một hồi, nói xen vào, lão sư, ta đi lên xem một chút, máy kiểm tra tinh thần, ta dùng một chút, ngài xem được không? Ừm, Lữ Phượng Nhu khẽ gật đầu, nhìn Phương Viên một cái, cũng không nói gì. Chờ lên lầu, vẫn luôn bảo trì trầm mặc Phương Viên mới há mồm thở dốc nhỏ giọng nói ca, lão sư ngươi thật đáng sợ. Đáng sợ, ừm, không đúng, cảm giác thật nghiêm túc, nhìn cũng có chút sợ hãi. Phương viên nhỏ giọng lẩm bẩm trước khi đến còn muốn khoe mẽ, nhìn xem có thể để người ta thua mình làm học sinh hay không. Bây giờ vẫn là thôi đi, cảm giác thật khiến người ta sợ hãi. Phương Bình buồn cười nói, vậy ngươi thành thật một chút. Nói xong, Phương Bình dẫn nàng đi tới phòng luyện công, máy đo lường tinh thần liền đặt ở bên này. Cầm mũ giáp vào tay, phương bình nhìn phương viên một chút suy nghĩ một chút nói đeo lên sau đó trong đầu nghĩ đến chiến pháp mạnh nhất của ngươi đánh ra cái dạng gì làm gì vậy ngươi kiểm tra trước đi kiểm tra xong rồi nói phương viên tỏ vẻ tò mò đội mũ giáp lên con số hiển thị trên màn hình mũ giáp bắt đầu nhảy lên thấy nàng ta đang nhìn đông nhìn tây phương bình quát lớn trước đừng chơi làm theo lời ta nói được rồi chiến pháp mạnh nhất của ta trong đầu hắn hồi tưởng lại một chút hình như thối pháp cơ sở rất mạnh nàng đang nghĩ phương bình lại hơi nhíu mày thiên phú của muội muội quả nhiên không phải quá tốt con số một mực quanh quẩn khoảng 140. một lần tôi cốt phi võ giả tinh thần lực không phải quá mạnh nhưng dưới tình huống bình thường không phải giai đoạn võ giả tranh lệch tinh thần lực cùng khí huyết không phải quá lớn hiện tại khí huyết trong phương viên vượt quá 150 thẻ tinh thần lực hơi yếu một chút điều này cũng nói rõ lực ý chí kém một chút trước khi tinh thần lực ngoại phóng có mạnh mẽ hay không cùng lực ý chí vẫn là có quan hệ rất lớn, nhưng mà ý chí cũng có thể bù đắp được, chỉ có thể nói là quy củ, không có chỗ nào quá nổi bật. Phương Bình nhẹ nhàng thở hắt ra, cũng bình thường, nào có nhiều thiên tài như vậy. Vừa định lấy mũ giáp xuống, Phương Bình thấy con người của Muội Muội quay tròn chuyển động, hiển nhiên lực chú ý không tập trung lắm, lập tức cao mày nói, đừng nghĩ chiến pháp, nghĩ đến tiểu kim khố của ngươi bị người trộm. A, à, con số trên màn hình lập tức dao động, Phương Bình thiếu chút nữa tức giận tiếp tục nói tiểu kim khố bị người trộm, người bắt được tên trộm, dùng chiến pháp đánh hắn. Mặt phương viên lập tức lộ vẻ giận dữ, trong đầu nghĩ nếu có tên trộm dám trộm tiền của mình, mình nên đánh hắn như thế nào. Rất nhanh, con số trên màn hình lại thay đổi. 160 hách, phương bình chửi bậy, tranh lệch lớn như vậy, số nhà đầu nghĩ cái gì. 160 hách, không tính là quá cường đại, nhưng cũng không yếu, ít nhất đạt đến tình trạng hòa khí huyết ngang nhau, cái này nói rõ ý chí lực cũng không yếu nhưng tinh thần lực dao động lớn như vậy, vẫn cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, nó có liên quan đến việc không phải võ giả trong phạm vi xung quanh. Võ giả có thể tập trung lực chú ý, tâm tư hợp nhất, không phải võ giả lại không trải qua biến hóa lớn gì, tuổi còn nhỏ, làm không được cũng bình thường. Nhưng tranh lệch đạt đến 20 hách, vẫn có chút tranh lệch. Phương Bình chừng mắt liếc nhìn muội muội cầm mũ giáp xuống, khiển trách, tư chất quá kém, lực chú ý không tập trung, chiến pháp tu luyện bình thường, lực ý chí yếu kém, ta cũng không tiện nói ngươi là muội muội của ta. Ngươi nhìn xem, mới bao nhiêu, 160 sau này mới đạt được, trước đó chỉ có 140. Ngươi biết bao nhiêu người khác không? Thấp thì 3-400, cao thì 6-700. Phương Bình, Phương Viên có chút không quá vui, lại nhỏ giọng nói, con số này là cái gì? Thiên phú cao thấp, Phương Bình lắc đầu nói, võ giả đều là giảng thiên phú, 700 cao nhất, 100 thấp nhất. Ca ca người ta, 699 tuy rằng không phải là đầy thiên phú, nhưng đầy thiên phú chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cho nên ca ngươi là võ giả có thiên phú mạnh nhất Hoa Quốc hiện nay. Ngươi thì hay rồi, 160%, ai ra? Ngươi 699, phương viên có vẻ hơi tuyệt vọng, thật hay giả vậy? Ta yếu như vậy sao? Phương Bình cũng không nói nhảm, đội mũ giáp lên, rất nhanh, con số bắt đầu biến hóa, không bao lâu, dừng lại ở trên 699. Phương Viên có chút bối rối, thật là như vậy sao? Phương Bình Thiên Phú 699, ta mới 160. Ca, cái này có thể thay đổi không? Thiên Phú là bẩm sinh, đương nhiên cũng có thể tăng trưởng, ví dụ như một lòng chuyên chú võ đạo, ý chí cường đại, nhiều lần tôi cốt cũng có thể cải biến thiên phú, nhưng ngươi cơ sở quá thấp, mới 160, chênh lệch với người khác quá lớn. Phương Bình thở dài lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, "Nhưng không sao, ngươi là muội muội của ta." thiên phú kém chút không sao, sau này ca của ngươi sẽ chăm sóc ngươi. Phương viên cắn môi không hé răng, nàng cho rằng mình là thiên tài, nhưng bây giờ lão ca nói thiên phú của nàng rất yếu, điều này làm cho nàng rất thương tâm. Được rồi, đừng đau lòng nữa, trở về nhà rồi, hảo hảo tu luyện, tôi cốt lần thứ hai, thiên phú của ngươi có thể tăng trưởng, ba lần tôi cốt, vậy thì tăng càng nhiều. Anh ngươi là thiên tài trong hàng tỷ người không có một, cho nên cao một chút cũng rất bình thường, người bình thường trong ma vũ cũng chỉ khoảng 300. Nếu ngươi có ba lần tôi cốt, nói không chừng có thể đạt tới 300, đến lúc đó cũng không phải là kém nhất. Ba lần tôi cốt, miệng phương viên phồng lên, cảm giác thật khó. Đi xuống đi, về sau đừng kiêu ngạo, ngươi nhìn ta kiêu ngạo sao? Ta nghe ba nói, ngươi bây giờ là bành trướng lợi hại, ca nghĩ, ngươi nếu thật sự thiên phú tốt, vậy cũng không có gì, thiên tài kiêu ngạo một chút cũng không có việc gì. Nhưng ngươi không phải thiên tài, vậy thì phải chăm chỉ khổ luyện, tranh thủ đuổi kịp những thiên tài kia. Phương viên yên lặng gật đầu, ngày đầu tiên đến Ma Đô, đã bị đả kích. Trách không được lão sư của lão ca rất nghiêm túc, nguyên lai like bởi vì mình không phải thiên tài. Nếu mình giống như lão ca, cũng là thiên tài, vậy lão sư của hắn có phải sẽ trở nên hòa ái hay không? Lúc xuống lầu, phương viên vẫn luôn cúi đầu. Lữ Phượng Nhu ở dưới lầu liếc mắt nhìn Phương Bình, hai huynh muội trên lầu đối thoại, nàng nghe rõ ràng. Tiểu tử Phương Bình này, bản lĩnh lừa gạt người không kém. Mấu chốt là, lừa muội muội mình đến hoài nghi nhân sinh, tiểu tử này cũng có thể làm được. Phương Bình thấy Lữ Phượng Nhu nhìn mình, cười khan một tiếng, ta cũng là vì tốt cho muội muội. Nhà đầu phương viên này rất bành trướng, không phải chuyện tốt. Về phần sau này biết nội tình, có thể đánh chết hắn hay không, vậy cũng phải chờ thực lực của nàng vượt qua mình rồi nói sau. Hai huynh muội xuống lầu, vợ chồng Phương Danh Vinh cũng đều thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện phiếm với Lão Phụng Nhu, áp lực vẫn rất lớn. Không nói chuyện mời khách ăn cơm, Phương Bình cũng không tiếp tục quấy giày Lữ Phượng Nhu, mang theo người nhà rất nhanh tạm biệt, đi đến phòng hậu cần một chuyến. Bên phía hậu cần bộ, Lý Lão Đầu cũng dễ nói chuyện. Hàn Huyên vài câu, thấy Phương Viên còn đang trong thời kỳ khí huyết nuôi dưỡng, đưa đường đậu, đưa không ít khí huyết đan phổ thông. Đương nhiên, không đề cập đến chuyện thu nhận học sinh. Phương Viên càng thêm vững tin, thiên phú của mình không mạnh, bằng không, trên TV đều nói, thiên phú mạnh, lão sư thế nhưng là tranh nhau muốn. Từ phòng hậu cần đi ra, tâm tình trong phòng rất buồn bực, ngay cả đan dược mà Lý lão đầu đưa cho cũng không thể khiến nàng vui vẻ. Phương Bình nhìn một hồi, trong lòng âm thầm phỏng đoán, có phải mình đã đả kích hơi quá rồi hay không? Kết quả, Phương Bình rất nhanh liền biết, mình đã suy nghĩ nhiều. Hóa ra nha đầu này vừa rồi không chú ý tới chuyện đan dược, còn tưởng rằng Lý lão đầu thật sự cho nàng kẹo đậu phộng, nhưng dù sao cũng là người đã ăn khí huyết đan đợi chút nữa khi theo bản năng lấy ra một viên muốn ăn, nhà đầu này phát hiện không thích hợp. Nhìn chằm chằm đan dược một lúc lâu, tiếp theo trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Giống như đã quên mất, ngay vừa rồi, biểu cảm uể oải kia còn xuất hiện trên mặt nàng. Phương Bình giờ khóc giờ cười, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, được rồi, nhà đầu này tự cầu nhiều phúc, có thể tu luyện tới trình độ nào liền đến trình độ đó đi. chương 324, 10 đại danh giáo chi tranh. Sau khi bái phỏng hai vị đạo sư xong, Phương Bình lại dẫn theo người nhà đi đến ký túc xá của mình một chuyến. Ký túc xá một người của đối phương, vợ chồng đều rất hài lòng. Nhưng nhìn Phương Bình đang dối bời, quần áo mặc trên người đều bị ném đi khắp nơi, Lý Ngọc Anh vẫn trách cứ vài câu, còn không bằng Phương Bình. Lúc này, đến phiên phương viên kiêu ngạo, cô ấy đã dọn dẹp phòng của mình rất sạch sẽ, rất đẹp. Bị mẹ nói một hồi, Phương Bình giải thích, thật ra ta không ở ký túc xá, ta ở nơi khác, phó đạo xã có phòng làm việc của ta. Bên kia dọn dẹp đặc biệt sạch sẽ, sàn nhà cũng có thể soi gương. Lý Ngọc Anh bật cười, giúp đỡ thu thập một hồi, cuối cùng hỏi, có nói chuyện về bạn gái không? Bạn gái? Phương Bình cảm khái một tiếng, cảm giác thật xa xôi. Nhân loại nguy cơ sớm tối, địa quật bất bình, còn tưởng là nhà. Nam nhi tốt bụng, lấy thân báo quốc, há có thể bị nhi nữ tình trường kiềm chế. Kết quả Phương Bình còn chưa kịp nói ra miệng, Phương Viên đã nói, "Mẹ, Phương Bình tìm không thấy bạn gái." Hắn luôn đánh nữ sinh người ta, trên mạng đều truyền khắp. Sắc mặt Phương Bình biến thành màu đen, ta không có người muội muội này. Số 20, Phương Bình mang theo người nhà đến thăm đạo sư, đi thăm trường học, lại cùng đi xem nhà mới. Biệt thự lớn, làm cho cả nhà đều có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên là không nghĩ tới Phương Bình sẽ mua một căn nhà như vậy. Số 21, cha mẹ cùng muội muội cùng đi xem trận đấu, Phương Bình thì không có đi. Văn phòng viện trưởng, Phương Bình ngồi đối diện Hoàng Cảnh nhìn kỹ chương trình giao lưu thi đấu võ đại mới ra mắt. Nhìn một hồi, Phương Bình cao mày nói, làm như vậy, năm nay tương đối tàn khốc. Hoàng Cảnh khẽ gật đầu nói, là rất tàn khốc, ý tứ chính phủ là, năm nay đều đã định ra, về sau còn không biết thế cục như thế nào, không thể cứ tiếp tục hao tổn như vậy. Năm nay chuẩn bị xong chương trình đại khái, tiếp theo giao lưu thi đấu cũng không cần làm quy mô lớn như vậy. Dựa theo ý tứ của chính phủ, năm nay, 99 võ đại, bao gồm 3 trường đại quân, cùng Phương Bình lần này thi đấu nhất phẩm không sai biệt lắm, phải dựa theo quy củ thi đấu xếp hạng. Đại học 52, phân chia cao thấp, xác định địa vị của 10 trường đại học nổi tiếng, là loại thực sự 10 trường đại học nổi tiếng, Bộ Giáo dục Ban phát tư chất trường học. Sau này, chính thức tạo thành hai giai cấp, danh giáo, không phải trường nổi danh. Hơn nữa, trường đại học 92 dưới danh giáo, cũng phải phân cao thấp, hai trường quân đội hoặc là võ đại xếp hạng cuối cùng, liên tục 3 năm lạc hậu, có thể sẽ bị hủy bỏ biên chế võ đại. Đợi đến năm sau, trường không tên có thể xếp hạng, trường học xếp hạng 10 hạng đầu võ đại bình thường, có tư cách khiêu chiến địa vị của trường danh tiếng. Nhưng mà, có một tiền đề, gom đủ 5 vị võ giả trung phẩm cảnh mới được. Trung phẩm không phải rau cải trắng, cũng không phải đơn thuần dựa vào đập tiền là được. Đại học chỉ có 4 năm, dù võ giả liều mạng cắn thuốc, nhưng thân thể con người đều có quá trình hấp thu tiêu hóa chuyển hóa, cũng có hạn mức cao nhất. Chỉ cần tài nguyên có thể thỏa mãn bản thân tu luyện, nhiều hơn nữa cũng chỉ uổng công. Thời gian 4 năm, dựa vào cắn thuốc, cắn ra tứ phẩm, nói rõ thiên phú của ngươi đủ cao, mà không phải ý nghĩa cắn thuốc nhiều, nhất định sẽ tứ phẩm. Cứ như vậy, Phó đại bình thường muốn khiêu chiến vị trí của trường danh tiếng thì tương đối khó. Năm nay đã định rồi, sang năm, các trường học khác muốn xung kích vị trí của 10 trường đại học nổi tiếng, độ khó tăng lên không ít. Có thể nói, đây coi như là một lần duy nhất định phải chết. Đương nhiên, thực lực thật đủ mạnh, bồi dưỡng ra 5 vị võ giả trung phẩm trở lên, vẫn có tư cách. Điều này cũng có thể giảm thiểu mức độ tiêu hao của nhân loại. Phương Bình trầm ngâm một lát nói, làm như vậy, cũng không tính là quá công bằng, ví dụ như Nam Vũ, hiện tại thực lực của Vương Kim Dương rất mạnh, nhưng bản thân Nam Võ lại không đạt được tư cách của 10 đại danh giáo. Hoàng Cảnh cười nói, Vương Kim Dương luôn phải tốt nghiệp nhỉ. Nếu như Nam Võ không theo kịp, các trường học khác lại nhân tài xuất hiện lớp lớp, vậy sớm muộn gì cũng rơi xuống vị trí của 10 trường đại danh giáo, có gì mà không công bằng. Điều này cũng đúng, Vương Kim Dương đã là đại tam rồi. Phương Bình gật đầu, sau đó lại thở dài, nhưng mà cứ như vậy, năm nay có chút khó khăn, trực tiếp quyết định 10 trường đại danh sách, lại thiết lập ngưỡng cửa cho các trường học khác, bồi dưỡng một cường giả tứ phẩm dễ dàng, ra năm tên liền không dễ dàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại các trường học e rằng đều đang đập tài nguyên lên đầu tinh anh. Thật muốn có thiên tài, tài nguyên đầy đủ, bồi dưỡng một cường giả tứ phẩm, vẫn là không khó. Tứ phẩm gặp tam phẩm, gần như là miểu sát, không phải ai cũng giống như chúng ta, có thể vượt cấp. Hoàng cảnh im lặng, tiểu tử ngươi có thể thu liếm một chút hay không? Năm nay khó một chút, nhưng không liên quan nhiều đến ma võ, mục tiêu của ma võ là đứng đầu, chứ không phải là thập đại. Hơn nữa, bộ giáo dục bên này cũng đã hạ văn kiệt, hai đại danh giáo, liên minh tám trường, ba đại quân trường đều có thể không tham gia trận đấu giai đoạn trước. Bên võ đại bình thường, quyết ra 7 võ đại, tạo thành đội hình 20 trường. 10 trường đại học nổi tiếng, sinh ra trong 20 trường học này, trận đấu chúng ta phải đánh không nhiều lắm. Đợi đến khi quyết định ra thập đại danh giáo mới là lúc chúng ta phát lực, cướp lấy đệ nhất. Thứ nhất, hàng năm trường học có thể cấp phát bao nhiêu? Ít nhất 300 ức. Hoàng cảnh trầm giọng nói, nếu nhiều, có thể sẽ đạt tới 400 ức, mà thứ hai, ít nhất thấp hơn 50 ức. Tài lực chính phủ có hạn, không thể tiếp tục gia tăng chi tiêu phương diện này, cho nên, ai lấy nhiều, vậy nhất định có người cầm ít. Đây cũng là vì gia tăng áp lực và sức cạnh tranh cho các võ đại, thế cục căng thẳng hơn trước đó, một số chính sách hỏa hoãn trước đó đang biến hóa. Vốn dĩ, đối đãi với võ đại, chính phủ sẽ không vội vàng như vậy. Nhưng hôm nay địa quật còn đang mở ra, bao gồm ma đô bên này, liên minh mấy thành, đều là một dấu hiệu không tốt. Mặc dù còn chưa tới mức như hiệu trưởng nói, chiêu sinh số lượng lớn, xuống địa quật sàng lọc cường giả, nhưng cũng là chuyện tất nhiên phải tăng thêm một chút áp lực cho võ đại. Phương Bình hơi thở ra, gật đầu nói, hiểu rồi, vẫn là 5 vị chủ lực, 5 vị đội viên dự bị. Yên tâm đi, lần này ma vũ nhất định giành hạng nhất. Lần này giành hạng nhất, dựa theo chính sách của chính phủ, đến cuối năm sau, giữa 10 đại học viện, chỉ có một người sau mới có thể khiêu chiến một người về phía trước. Đó chính là nói, không cần đánh nhiều trận nữa. Lần này cầm đệ nhất, năm sau, chờ đệ nhị khiêu chiến là được. Mà hạng 2, chưa chắc sẽ khiêu chiến. Đây cũng là vì giảm thiểu tiêu hao nội bộ ở mức độ lớn nhất, dù sao giao thủ giữa 10 đại danh giáo, hầu như đều là võ giả trung phẩm, ở trên thi đấu giao lưu hao tổn một vị thiên tài trung phẩm, đó là cực kỳ không có lời. Nhưng không phân cao thấp trên dưới, trong lòng mọi người đều không phục. Dựa vào cái gì bọn họ lấy nhiều, chúng ta lấy ít. Trước kia, võ đại thật ra không có xếp hạng, bao gồm hai đại danh giáo, cũng chỉ là mọi người công nhận mà thôi, mà không phải thật sự có tư cách tranh lệch. Chính phủ năm nay quyết định một lần, sau này mâu thuẫn giữa hai bên sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Sẽ không xuất hiện, trước đó như vậy, mấy chục nhà võ đại không phục, cảm thấy danh giáo cầm càng nhiều tài nguyên. Hoàng cảnh ngược lại không lạc quan như hắn, suy nghĩ một chút nói, bảo tam tranh nhất.